lên nhầm xe hoa cưới chồng như ý. Tô Yên, Sở Hướng Nam. Chương 156, Tô Yên thừa nhận sự tồn tại của đứa bé. Trước đây trong buổi tiệc đính hôn, Tô Yên đã từng nhảy điệu nhảy cổ điển này rất đẹp, giờ cô lại cùng Lục Cận Phong kết hợp với nhau, cho dù Lục Cận Phong có nhảy như thế nào thì cô cũng có thể linh hoạt phối hợp cùng anh. Cho dù tiết tấu chậm hay đột nhiên nhanh hơn. Hai người chia làm hai hàng, vừa vui tươi vừa nhiệt tình, gót giày gõ xuống mặt đất đúng theo mỗi nhịp nhạc, cơ thể đang nhảy múa trở thành phong cảnh tuyệt đẹp bậc nhất, khiến cho mọi người tham gia yến tiệc không nỡ rời mắt. Phòng khách chứa mấy nghìn người, dường như tất cả bọn họ đều trở thành phông nền. Trong lòng Lục Cận Phong cũng rất ngạc nhiên mừng rỡ, cho dù anh đổi điệu nhảy sang rumba hay điệu clarkit thì Tô Yên cũng có thể theo được. Khí chất tương đương với nhau, có lẽ chính là loại cảm giác này. Trước giờ Lục Cận Phong chưa từng nhảy đến mức say mê tràn trề như vậy. Yên Yên. Lục Cận Phong nhẹ nhàng kéo cô lại, Tô Yên làm động tác xoay tròn rồi ngã vào bờ ngực Lục Cận Phong. Hai người áp sát vào nhau, mỗi bước nhảy lại càng trở nên nhanh hơn, hoang dã hơn. Tô Yên giơ tay lên nhéo vào cằm Lục Cận Phong, vẻ mặt cô đầy ý trêu ghẹo, đúng là yêu tinh. Lục Cận Phong khẽ cười, bàn tay to lớn của anh đang đặt trên eo cô tuột xuống bờ mông cô. Anh đánh nhẹ một cái, tách ra. Tô Yên lập tức đỏ mặt, thế nhưng động tác của Lục Cận Phong lại chẳng sai chút nào, nhảy điệu tango chính là phải như thế. Đầy tính nguyên thủy và hoang dã. Đầy táo bạo và nhiệt tình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Có thể khơi lên tình cảm giữa đôi nam nữ cùng nhảy. Để đáp lại tình cảm của Lục Cận Phong, Tô Yên quắp một chân mình lên eo anh, dùng miệng mình ngậm lấy hoa hồng đỏ từ miệng anh. Ngón tay mảnh khảnh của cô từ từ trượt xuống bụng Lục Cận Phong, tiếp theo cô xoa nhẹ một cái, cuối cùng lập tức tách nhau ra. Lục Cận Phong. Quả nhiên phụ nữ đẹp cũng giống bị ổi vậy. Tô Yên ném cho Lục Cận Phong một ánh mắt quyến rũ chết người. Tới nhưng không ở, vô cùng không lễ phép. Hai bàn tay Tô Yên bắt lấy tay anh, theo bản nhạc, Lục Cận Phong bế Tô Yên lên, hoàn thành độ khó của động tác nhảy. Cơ thể Tô Yên uyển chuyển linh hoạt. Nụ cười vừa thuần khiết lại vừa quyến rũ, lúc thì lại hoạt bát, hai khí chất hoàn toàn khác biệt này cùng một lúc được Tô Yên thể hiện ra, nhưng lại vô cùng ăn khớp với nhau. Đây mà là khiêu vũ ư, có mà là mượn điệu nhảy để phát cơm chó cho mọi người thì đúng hơn. Người ngoài như vạn nhất thấy mà mặt đỏ tim đập, anh ta chỉ đành quay đầu lại uống một ngụm rượu vang đỏ. Những vị khách khác đều bị điệu nhảy của hai người họ ảnh hưởng, dường như bọn họ đều đang được sống lại với tuổi thanh xuân của mình. Người nào người nấy cũng cảm thấy xốn sang trong lòng, khuôn mặt ửng hồng, vừa chấn động lại vừa bội phục. Trong đám người đông đúc, Tô Vân chứng kiến cảnh này thì hai mắt đỏ lên vì ghen tị. Cô ta ghét cay ghét đắng cái dáng vẻ được mọi người chúc tụng, được đứng trên tầng cao của Tô Yên. Có cùng suy nghĩ đó cũng không chỉ có mình Tô Vân. Ở một góc phòng khách, Chu Kiệt ngồi trên xe lăn cũng vô cùng ngưỡng mộ, hôm nay Tô Yên giống như yêu tinh, cô được mọi người ca ngợi chúc mừng. Là công chúa nổi bật nhất buổi tiệc. Lục Cận Phong ở cùng chỗ với Tô Yên, khiến người khác lập tức chỉ nghĩ đến bốn chữ cặp đôi trời sinh. Chu Kiệt đố kỵ, tay anh ta nắm chặt lấy gấu quần của mình. Anh ta không có chân trái, lần đầu tiên, anh ta cảm thấy cực kỳ tự ti trước mặt Tô Yên. Tần Nhã Hân nhìn hai người đang nhảy giữa sân khấu, cô ta bèn đi sang một bên, bấm gọi số điện thoại của Tô Vân, sao cô còn chưa hành động? Chẳng lẽ cô muốn nhìn Tô Yên chiếm hết sự chú ý sao? Tô Vân rất thông minh, nghe thấy vậy lập tức đoán ra cô Tần cũng đang có mặt trong buổi tiệc này, có điều nhiều người quá, cô ta không nhận ra là ai. Cô Tần luôn đeo khẩu trang che đi gương mặt mình, cho nên Tô Vân chưa một lần nhìn thấy ngoại hình thật sự của cô ta. Lục Cận Phong luôn rất mực bảo vệ chị ta, cho dù tôi có dùng đến chứng nhận giám định ADN thì cũng chẳng có tác dụng gì. Tô Vân không hề ngốc. Cô ta đã từng bị mất một ngón tay vì thế, nên sẽ không dại đi chọc giận mọi người. Cô ta dám khẳng định, nếu giờ cô ta còn dám làm loạn một lần nữa ở đây thì ngày mai xác cô ta sẽ bị phơi ngoài đường cái mất. Cô ta hận Tô Yên, cũng không muốn Tô Yên đắc ý, chiếm hết sự chú ý quan tâm của người khác, nhưng cô ta càng hiểu được rằng cần phải bảo vệ sự an toàn của bản thân. Tần Nhã Hân tức điên lên, đồ vô dụng. Cô Tần, tôi thân cô thế cô, lời nói không có trọng lượng. Mấy lần trước đều không thể làm hại gì đến Tô Yên, hay là lần này cô nghĩ cách nào đó vạch trần chuyện Tô Yên chưa lập gia đình đã sinh con ra. Giọng điệu Tô Vân trong điện thoại trở nên yếu thế. Nếu có người cũng ghét Tô Yên giống cô ta thì tại sao cô ta phải mạo hiểm ló đầu ra?
Tần Nhã Hân tức giận cúp điện thoại ngay lập tức. Bên Lục Cận Phong, nhạc cũng vừa dứt, điệu nhảy đã đi tới hồi kết. Tô Yên và Lục Cận Phong thở hổn hển, trên trán hai người lấm tấm mồ hôi, cô và anh nhìn nhau cười, trong mắt bọn họ giờ chỉ còn lại đối phương. Sau vài giây yên tĩnh, khán phòng lập tức tràn ngập tiếng vỗ tay cuồng nhiệt. Lục Cận Phong cầm hoa hồng đỏ trong tay đi đến trước mặt Tô Yên, giống như đang làm trò ảo thuật, anh lấy từ trong bông hồng đỏ ra một chiếc nhẫn kim cương. Lục Cận Phong quỳ một chân xuống, cả căn phòng đều ngập tràn tiếng reo hò thích thú của các cô gái. Lãng mạn quá đi. Tô Yên cũng thật là hạnh phúc. Ánh mắt Lục Cận Phong nhìn Tô Yên vô cùng nóng bỏng, anh giang hai cánh tay ra, Yên Yên, từ giây phút anh gặp được em, anh đã muốn mình có thể cầm chặt lấy bàn tay của em, nhận định em là người bạn đời duy nhất trong cuộc đời này của Lục Cận Phong, vĩnh viễn không thay đổi, từ hôm nay trở đi, Lục Cận Phong anh sống chỉ vì một điều, đó là khiến em hạnh phúc. Giọng nói của Lục Cận Phong cất cao đầy phấn chấn, anh nói thật to, Yên Yên, anh yêu em, gả cho anh nhé. Wow. Cả hội trường lập tức chìm ngập trong tiếng hoan hô chúc mừng. Không khí này lan tỏa đến tất cả mọi người, bọn họ cùng đồng thanh hét lên, gả cho anh ấy đi, gả cho anh ấy đi. Cậu cả Lục đỉnh quá. Cậu cả Lục là thần tượng của tôi. Gả cho anh ấy đi, cô Tô, người đàn ông tốt như vậy, cô mà không đồng ý là chúng tôi chiếm lấy anh ấy đấy nhé. Tô Yên cảm động đến ứa nước mắt, tim cô cũng rung động mà đập thình thịch. Mồ hôi thấm ướt chiếc áo sơ mi của Lục Cận Phong, khiến dáng vẻ anh lại càng trở nên quyến rũ chết người. Có thể gặp được một người đàn ông tốt như vậy cũng thật là hạnh phúc quá đi. Tô Yên tự nhủ trong lòng rằng, Tô Yên, mày quái đản như vậy. Đến tận cuối cuộc đời này, có bao nhiêu người có thể gặp được một Lục Cận Phong như thế đây? Hạ Phi huýt một tiếng sáo, dì Tô, lấy chú ấy đi, người đàn ông tốt như vậy, cả trái đất này chỉ có một thôi. Hạ Vũ mặc chép miệng, nói, mặc dù chú Lục không nói về võ thuật, âm mưu nham hiểm, mượn dao cướp tình, nhưng mà xét về tình cảm mà chú ấy dành cho dì Tô tốt như vậy, cháu cũng có thể rộng lượng một chút, rút lui thôi, cháu còn nhỏ, chú Lục cũng hơn 30 tuổi đầu rồi, cháu đây cũng nên biết tôn trọng người già một chút chứ nhỉ, sẽ không tranh giành với chú nữa. Giọng nói trẻ con của Hạ Vũ mặc vang lên, thằng bé nói xong những lời này lập tức khiến tất cả mọi người có mặt ở đấy đều cười ầm lên. Có được sự khích lệ của hai bảo bối, Tô Yên nhìn Lục Cận Phong. Cô căng thẳng chìa tay ra, được, em đồng. Đợi đã. Tô Yên còn chưa nói xong, Tần Nhã Hân đã cướp lời, trong tay cô ta còn cầm theo tờ giấy kết quả ADN. Tiểu Hân, cô làm cái gì vậy? Vạn Nhất gằn giọng, muốn kéo Tần Nhã Hân về. Tần Nhã Hân nhanh chóng đến trước mặt Lục Cận Phong, cô ta không để ý gì tới sắc mặt tái xanh của Lục Cận Phong, nói, anh Cận Phong, em không thể để anh bị lừa gạt thêm được nữa. Tô Yên, cô ta từng sinh con. Mà đứa con đó chính là nó, Hạ Phi. Tần Nhã Hân chỉ tay về phía Hạ Phi, đồng thời giơ tờ giấy giám định kết quả ADN lên, đây chính là bằng chứng giám định ADN quan hệ huyết thống, trên đó ghi rõ Tô Yên và đứa trẻ này là quan hệ mẹ con ruột thịt. Tần Nhã Hân vừa dứt lời, cả hội trường lại nháo nhào lên. Vừa nãy là Hồ Thanh giả vờ có thai, giờ lại lộ ra chuyện Tô Yên có con riêng, không những thế cô còn mang đứa bé tới đây. Trước đây cũng không phải chưa từng có tin đồn về chuyện Tô Yên có con riêng, hồi trước chỉ là đồn nhảm vô căn cứ, còn giờ thì mọi người cũng không chỉ tin rằng Tô Yên bị hãm hại nữa. Gương mặt Lục Cận Phong thoáng một tia bất ngờ, anh biết chuyện Tô Yên từng có con, nhưng anh không hề biết hai đứa trẻ đó chính là Hạ Vũ Mặc và Hạ Phi. Hạ Vũ Mặc và Hạ Phi cũng vô cùng kinh ngạc. Dì Tô lại là mẹ ruột của chúng nó ư? Vạn Nhất cũng sốc nặng, có thể nào đừng đột ngột kinh khủng vậy không? An Hinh lo lắng bất an, vừa mới tiễn đi được một Hồ Thanh, chẳng ngờ quanh đây vẫn còn người xấu lảng vảng. Giờ Tô Yên phải làm sao, An Hinh rối trí điên lên được. Lục Cận Phong nhanh chóng thu lại nét mặt kinh ngạc của mình, anh lạnh lùng thốt ra một chữ với Tần Nhã Hân, cút. Anh Cận Phong, những gì em nói đều là thật, không tin thì anh cứ tự mình hỏi cô ta đi. Tần Nhã Hân bày ra dáng vẻ hung hăng dọa người, cô ta nhìn sang Tô Yên. Cô có dám nói ra quan hệ thật sự của mình với hai đứa trẻ này trước mặt mọi người không? Tô Yên nhìn Hạ Vũ Mặc rồi lại nhìn Hạ Phi, cô biết một khi cô gật đầu thì cô sẽ phải đối mặt với điều gì tiếp theo. Cô cũng biết rõ, nếu cô phủ nhận thì sẽ tàn nhẫn biết bao với Hạ Mặc Vũ và Hạ Phi. Hạ Mặc Vũ, Hạ Phi chưa từng được hưởng tình yêu thương của cha mẹ, cô không thể nào vứt bỏ tụi nó vào lúc quan trọng. Lục Cận Phong thấy tình hình không ổn,
anh còn chưa kịp ngăn lại thì Tô Yên đã nhanh chóng thừa nhận, đúng, chúng là con trai ruột của tôi. Cả hội trường lập tức xôn xao. Tần Nhã Hân cười đắc ý. Lúc này, một nhân viên trong quán rượu đi đến chỗ Trần Tố Anh, bà chủ, có người tìm bà ở sảnh lớn. Trần Tố Anh vội vã đi ra ngoài, kết quả giám định đã có rồi. Chỉ cần chứng minh được mấy đứa trẻ là con của Lục Cận Phong thì mọi chuyện đều không còn là vấn đề. Trần Tố Anh nhanh chóng đi ra ngoài, Tô Vân lại đúng lúc trông thấy bà ấy, cô ta tò mò mà đi theo. Chương 157, bước ngoặt của thần. Sảnh lớn khách sạn. Một người đàn ông trung niên đang chờ Trần Tố Anh, thấy người tới, người đàn ông đứng dậy nói, bà chủ, đồ vật mà bà muốn đã đưa tới cho bà. Vất vả rồi, Trần Tố Anh nhận lấy chiếc túi da màu vàng trong tay người đàn ông, không thể chờ thêm được nữa mà mở ra lấy tờ kết quả giám định. Lúc nhìn thấy kết quả giám định, Trần Tố Anh kích động đến run cả tay. Quả nhiên là giống nòi họ Lục nhà tôi, huyết mạch con trai trưởng của tôi đã có người nối dõi rồi. Trần Tố Anh vội vàng bỏ giấy giám định vào túi, giao một chồng tiền cho đối phương, vất vả cho bác sĩ Vương phải đi một chuyến rồi. Nên làm mà, nên làm mà. Vương Lực cầm tiền, kê ở trong tay, cười rồi rời đi. Trần Tố Anh nghĩ đến Tô Yên bèn lập tức quay trở về. Khỏi phải nói trong lòng Trần Tố Anh vui sướng đến cỡ nào, hai đứa nhỏ mà bà ấy yêu thương quả nhiên là cháu trai của bà ấy. Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc. Hai đứa nhỏ ấy khiến người khác đau xót biết bao nhiêu. Bà ấy là bà nội rồi. Bước chân của Trần Tố Anh như có gió, nhưng khi đi qua một góc chết của camera giám sát, sau gáy chợt tê dần. Tô Vân giơ bình hoa, tàn nhẫn đập mạnh một cái vào đầu Trần Tố Anh. Trần Tố Anh lập tức hơi choáng váng, bước chân lảo đảo, không chờ bà ấy quay đầu nhìn xem là ai, sau gáy lại bị vài đòn nặng nề. Tô Vân tàn nhẫn đập Trần Tố Anh liên tục vài cái. Trần Tố Anh ngã trên mặt đất, ngay sau đó đầu tuôn ra một bãi máu. Tô Vân sợ hãi lùi về sau một bước. Trần Tố Anh đã gần như mất ý thức, tầm mắt mờ mịt, mơ hồ nhìn thấy trước mắt là một người phụ nữ, nhưng lại không thấy rõ ngoại hình. Đừng trách tôi, tất cả chuyện này đều do Tô Yên ép tôi. Toàn thân Tô Vân đều đang run rẩy vì sợ hãi, trong mắt là điên cuồng bùng cháy, một đám các người đều thích đồ đàn bà hèn hạ Tô Yên đó. Đều muốn giúp cô ta, tôi càng không để cô ta như mong muốn. Vừa rồi Tô Vân nghe lén được cuộc nói chuyện của Trần Tố Anh và Vương Lực, cô ta không thể để cho thân thế của hai đứa nhỏ kia bại lộ ra ngoài. Cô ta sẽ không để Tô Yên sống yên ổn. Tô Vân buông bình hoa, đi đến đoạt lấy túi da màu vàng trong tay Trần Tố Anh. Dù cho Trần Tố Anh gần như đã mất đi ý thức nhưng trong tiềm thức vẫn nắm chặt chiếc túi không buông tay, không, không được. Mụ già này, mau buông tay ra. Tô Vân nghe được có người đi về phía bên này, sốt ruột dùng sức đoạt lấy rồi vọt chạy ra bên ngoài. Vương Lực tìm được xe ở bãi đỗ, đang định rời đi thì trước mắt đột nhiên nhảy ra một người phụ nữ. Tôi cho ông một số tiền, ông quên chuyện ở đây ngày hôm nay, không được nhắc đến một chữ với bất cứ người nào. Vương Lực không rõ nguyên do, nhìn thấy vết máu dính trên tay người phụ nữ cùng với túi da màu vàng trong tay, trong lòng chợt thót lên, trên tay cô chính là máu người. Đồ của bà chủ Lục tại sao có thể ở chỗ của cô? Cô đã làm gì bà chủ Lục rồi? Làm bác sĩ, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là máu người. Chẳng qua chỉ là gõ bà ta vài cái, chảy một ít máu thôi. Giọng nói Tô Vân nhẹ nhàng bâng quơ, chuyển đề tài câu chuyện, lạnh lùng uy hiếp rằng, muốn mạng sống thì coi chừng cho tốt cái miệng của ông, bằng không nếu bà chủ Lục có xảy ra chuyện gì cũng thoát không khỏi có liên quan đến ông, đến lúc đó tôi sẽ nói tôi và ông cùng một bọn. Thủ đoạn của người nhà họ Lục, không cần tôi nói ông cũng rất rõ ràng. Trong lòng Vương Lực này thình thịch một chút, cô muốn để tôi thông đồng làm bậy với cô, tôi mới không phải. Trong này có 100 vạn, Tô Vân lấy ra một chiếc thẻ, lạnh lùng cười, ông nghĩ kỹ rồi hắn nói, là muốn 100 vạn rồi khóa chặt cái miệng, hay là chịu nhà họ Lục giận chó đánh mèo, nghĩ cho kỹ đã. Tô Vân vẫn luôn tin rằng trên đời này không có chuyện gì mà tiền không giải quyết được. Nếu có thì đó chính là tiền không đủ thôi. Vương Lực do dự. Tại phòng khách tiệc mừng thọ. Bầu không khí kỳ quái, Tần Nhã Hân còn đang không tiếc sức lực mà chửi bới Tô Yên, anh Cận Phong, Tô Yên cô ta tâm tư không trong sạch, có hai đứa con lớn như vậy, có thể tưởng tượng ra được sinh hoạt cá nhân lộn xộn cỡ nào, để tiến vào nhà họ Lục, ngay cả hai đứa nhỏ cũng không nhận, thật là vô tình nhẫn tâm, anh đừng bị cô ta lừa. Ánh mắt Lục Cận Phong lạnh như băng đen. Cô nói thêm một chữ nữa, tôi lập tức cho người ném cô ra ngoài. Tần Nhã Hân há hốc mồm,
Còn chưa kịp nói một chữ, Lục Cận Phong đã nhìn sang với cái nhìn ác liệt, trong lòng cô ta thấy sợ hãi, lời muốn nói trong miệng đều nuốt ngược trở về. Các vị khách phía dưới xì xào bàn tán. Tất cả những thứ này là chuyện quái gì vậy? Vạn Nhất gãi đầu, lẩm bẩm một tiếng, việc này ầm ĩ rồi đây. An Hinh nóng ruột nhưng cũng không dám nói lung tung, sợ nói thì liên lụy Tô Yên, chỉ phải hạ giọng hỏi rằng, anh Vạn, cậu cả Lục sẽ không cần Tô Yên đâu đúng không? Nếu như lúc này vứt bỏ Tô Yên trước mặt mọi người, đó sẽ là bóng ma cả đời Tô Yên, ngã xuống đáy vực, đoán chừng khó mà vực dậy lại. Lưu Tuyết Lam và Lý Mộc Sinh cũng kinh hãi quá đỗi, hai đứa nhỏ ấy thật sự đúng là con của Tô Yên. Đều đã lớn như vậy rồi. Lý Văn đột nhiên phun ra một câu, nếu mà có được hai đứa con trai đáng yêu lại thông minh khí phách như vậy, con có đang ngủ cũng có thể cười tỉnh, bao nhiêu người trên phần mộ tổ tiên bốc khói còn chẳng sinh nổi con trai kháu khỉnh như vậy đấy chứ. Sau khi trải qua lần trước bị đuổi giết đào vong, đối với Hạ Phi, Lý Văn chỉ có hai chữ, tán thưởng. Đứa con trai trái với luật trời như thế, đây không phải là đã nhặt được bảo bối hay sao? Vợ chồng Lý Mộc Sinh cùng nhau trừng mắt liếc Lý Văn một cái, con câm miệng cho cha. Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc quả thực rất tốt, đứa trẻ ưu tú ngàn dặm mới tìm được một người khiến cho những người lớn có khi cũng hổ thẹn không bằng. Nhưng đây là con riêng của Tô Yên, Lục Cận Phong thế này không phải là còn chưa kết hôn mà trước hết đã nhặt được hai đứa con hay sao? Mua một tặng hai à? Lý Mộc Sinh cũng thấp thỏm, ông ta thật sự xem Tô Yên như con gái mà đối xử chăm sóc, ông ta đi qua và nói cậu cả Lục. Lý Mộc Sinh muốn nói chút xíu lời hay ý đẹp. Không đợi ông ta nói xong, Lục Cận Phong đi đến bên cạnh Tô Yên, nắm lấy bàn tay cô, lồng nhẫn vào ngón áp út của Tô Yên dưới sự kinh ngạc của mọi người. Lục Cận Phong, Tô Yên nỉ non một tiếng. Lục Cận Phong nắm lấy tay của Tô Yên, hôn lên mờ u bàn tay Tô Yên, vô cùng lịch thiệp. Hai người mười ngón đan chặt vào nhau, trong mắt Lục Cận Phong mang theo ý cười, ánh mắt đảo qua mọi người có mặt ở đây, môi mỏng hơi nhếch lên, Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc là con trai của hai người. Tôi và Yên Yên, vốn dĩ chuyện này dự định tuyên bố lại vào ngày lễ cưới của tôi và Yên Yên, nhưng nếu mọi người đều đã biết thì tôi cũng thật thà không dám giấu giếm. 6 năm trước tôi và Tô Yên cũng đã quen nhau, Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc chính xác là con trai ruột của chúng tôi, chảy dòng máu họ Lục chúng tôi. Lời nói này lại một lần nữa khiến cho tất cả mọi người ồ lên. Có người nói, thảo nào cậu cả Lục bị Tô Yên ăn không còn mảnh xương, hóa ra là đám cưới chạy bầu. Mấy người xem. Vẻ ngoài của hai đứa nhỏ đó thật đúng là được đúc ra từ một khuôn với cậu cả Lục. Ai, xem ra chúng ta hết hy vọng rồi, người ta con cái cũng hai đứa rồi, lại nhìn ánh mắt cậu cả Lục nhìn Tô Yên, đều muốn nhấn chìm người ta mất thôi. Tôi thấy cái cô kia chính là đố kỵ cô Tô nhà người ta, muốn ăn không được thì đạp đổ nên mới cố ý xuất hiện quậy phá ra như vậy. Thế này không phải rõ ràng rồi sao? Thật là âm hiểm. Không biết xấu hổ. Cô Tô là mẹ quý nhờ con. Có hai đứa con trai này, vị trí cô Lục kia ngồi yên ổn rồi. Đúng rồi đó, có hai đứa con trai này, Tô Quý Phi đấy còn không phải là cả đời vinh hoa phú quý sao? Cái gì mà Quý Phi, người ta chính là chính cung nương nương danh chính ngôn thuận. Từng đợt tin tức này truyền ra, người nào không có chút ít năng lực tâm lý tiếp nhận thì thật đúng là không chịu nổi. Hai đứa nhỏ Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc hoàn toàn chết lặng, cái dáng vẻ đó, ngốc ngốc đáng yêu quá đi mất. Dì Tô biến thành mẹ. Đại ca Lục biến thành cha. Có thể cho tụi nó chút xíu thời gian tiếp nhận được không thế? Vạn Nhất không thể không bội phục Lục Cận Phong, theo đuổi bà xã cũng theo tới cái lý này, ngay cả con trai cũng nhận, bịa ra mấy lời nói láo như thế. Trong lòng Tô Yên lại càng xúc động, cô có tài đức gì mà có thể khiến cho Lục Cận Phong che chở như thế? Cận Phong, vành mắt Tô Yên phiếm hồng. Cha, mẹ. Hạ Vũ Mặc đột nhiên ngọt ngào gọi một tiếng, tiếng gọi ấy đáng yêu chết mất thôi, hai tay đặt bên miệng, hô to, hôn một cái, hôn một cái. Vạn Nhất, Hạ Phi, thật đúng là chuyên gia hàng thật giá thật luôn. Sau đó tất cả mọi người có mặt ồn ào theo. Hôn một cái, hôn một cái. Dưới bầu không khí bị lây nhiễm kiểu này, Vạn Nhất huýt sáo, huýt huýt, đại ca, hôn một cái, hôn một cái. Hạ Vũ và Hạ Huy, hôn một cái. Hôn một cái. Ngôn tình sắc. Tô Yên mặt đỏ tai hồng, Lục Cận Phong mỉm cười, ôm eo Tô Yên, cô Tô, nhiều người nhìn như vậy nhé, là yêu cầu của con trai chúng ta, đừng trách anh. Dứt lời, Lục Cận Phong hôn lên cánh môi Tô Yên, trao một nụ hôn kiểu Pháp ướt át lãng mạn.
Tất cả mọi người hoan hô. Cậu cả Lục Uy Vũ. Tần Nhã Hân tức muốn chết luôn rồi, tại sao lại như vậy, tại sao hoàn toàn không giống với lẽ thường tình chứ? Advertisement. Chấm hỏi 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 chấm hỏi. Yumi. Hai, đáng lẽ ra là phu nhân của nhà họ Lục thì phải có ân đi theo chứ, tác giả chơi hơi ác đó. Cô biết có bị mất trí nhớ cô đây, má tức con đũy kia quá. Chương 158, hung thủ. Kết thúc nụ hôn. Tô Yên xấu hổ úp mặt vào trong lòng của Lục Cận Phong, không dám nhìn mặt anh. Tim cô đập thình thịch, một người đàn ông có thể che mưa chắn gió cho cô, sao cô lại có thể không yêu chứ? Gặp được Lục Cận Phong, kiếp này của cô thật xứng đáng. Tần Nhã Hân vô cùng tức giận, anh Cận Phong làm sao có thể nhận hai đứa con hoang này được. Tần Nhã Hân còn muốn gì đó, nhưng Vạn Nhất đã kéo lại, Nhã Hân, đừng làm loạn nữa, nếu không chút ân tình đó của chị em đối với đại ca sẽ bị xóa sạch, không có lợi cho em đâu. Tần Nhã Hân không cam tâm, hai đứa con hoang đó căn bản không phải là của anh Cận Phong. Đại ca nói phải, thì đó là phải. Vạn Nhất vẫy tay gọi Hạ Vũ, đưa cô Tần ra ngoài uống trà đi. Cô Tần, xin mời. Hạ Vũ đi tới trước mặt Tần Nhã Hân, đột nhiên có một loại cảm giác nếu cô ta không đi thì sẽ bị ném ra ngoài. Tần Nhã Hân tức giận nhìn Lục Cận Phong và Tô Yên ở trên sân khấu, nói với Vạn Nhất, anh vẫn còn nhớ chị tôi có ân tình với anh Cận Phong, vậy anh đoán xem trong lòng anh Cận Phong, chị của tôi và Tô Yên, anh ấy sẽ chọn ai? Trong câu nói của Tần Nhã Hân giống như có một hàm ý khác. Vạn Nhất nghe vậy cũng cảm thấy rất khó chịu. Người thì đã đi rồi, nói về những thứ này, cũng chẳng có tác dụng gì. Sẽ có tác dụng, Tần Nhã Hân nói một câu đầy hàm ý sau đó rời đi. Tâm trạng của ông cụ Lục cũng giống như đang đi tàu siêu tốc vậy. Cho dù Hạ Phi và Hạ Vũ mặc hai đứa nó rốt cuộc có phải là con cháu của nhà họ Lục hay không, hôm nay Lục Cận Phong cũng đã công bố trước mặt mọi người rồi, cho dù không phải cũng là phải rồi. Nếu nói trong lòng ông cụ Lục không có chút muộn phiền nào, thì chính là nói dối. Tô Yên chưa lập gia đình mà đã có con, đây chắc chắn là một sự nhục nhã. Một gia tộc giàu có như nhà họ Lục, nhất định sẽ không rước về một người phụ nữ đã có vết nhơ này được. Nhưng khi ông cụ Lục nhìn thấy Hạ Phi và Hạ Vũ mặc, thì mọi muộn phiền trong lòng đều tan biến, cảm thấy thân thiết một cách khó hiểu. Lục Cận Phong đã nhận rồi, vậy ông ấy chỉ có thể làm theo nhận hai đứa nó thôi. Đứa cháu dâu Tô Yên này, ông ấy nhìn cũng rất hài lòng. Ông ấy là người hơn nửa cuộc đời này đều chôn mình trong đất rồi, hơn 70 năm sống rồi, cũng nên sống thông suốt hơn rồi. Cháu trai ngoan, đến chỗ ông nội nào. Ông cụ Lục hiền lành vẫy tay với Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc. Hai đứa trẻ bước tới, giọng nói rất thánh thót, đồng thanh kêu lên, chào ông nội ạ, chúc ông nội thọ tỷ Nam Sơn, luôn luôn tươi cười ạ. Được được được, ông cụ Lục cười tâu toét, lấy ra hai bao lì xì, nào, hai anh em mỗi người một cái. Ông nội cũng chúc hai đứa lớn lên khỏe mạnh hạnh phúc. Cảm ơn ông nội. Cảm ơn ông nội. Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc không khách khí đưa tay nhận lấy bao lì xì. Hạ Vũ Mặc nhìn một cái, ông cụ Lục bỏ vào bao lì xì là một tấm chi phiếu có 8 con số. Đây cũng quá nhiều rồi. Ông nội giàu quá, Hạ Vũ Mặc là một đứa nhỏ rất mê tiền, cười đến nỗi mắt híp hết vào, ôm lấy cánh tay của ông cụ Lục, con yêu ông nhất. Hạ Phi nhìn những con số đó, cũng rất kinh ngạc. Bao lì xì này rõ ràng là đã được chuẩn bị từ trước rồi, xem ra ông cụ Lục là thật lòng yêu thương hai anh em bọn họ. Ông cụ Lục bị chọc cho cười rất lớn. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Tô Yên cũng rất cảm kích. Vợ chồng Lý Mộc Sinh thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nở một nụ cười. Đúng lúc này, quản lý sảnh của khách sạn vội vàng chạy tới. Cậu cả Lục, có chuyện rồi, bà chủ Lục sắp không xong rồi. Lục Cận Phong nghe vậy, cau mày, mẹ tôi đang ở đâu? Ở hành lang. Lục Cận Phong nhanh chóng chạy qua. Tô Yên, Vạn Nhất, còn có ông cụ Lục cùng hầu hết các khách mời cũng đi theo sau. Trần Tố Anh nằm trong vũng máu, bà ấy đã bất tỉnh rồi, Lục Cận Phong nhìn thấy cảnh này, sắc mặt anh thay đổi. Trái tim Tô Yên thắt lại, những vị khách khác cũng rất hoảng sợ. Không ai được phép đến gần đây, đứng im tại chỗ. Lục Cận Phong la lớn một tiếng. Sải bước đi tới bên cạnh Trần Tố Anh, trước tiên anh kiểm tra hơi thở của Trần Tố Anh, vẫn còn thở, lập tức nói với Sa Thành Nghị, vẫn còn thở, cứu người đi. Trước khi Lục Cận Phong đi tới, các nhân viên trong khách sạn cũng không dám tùy tiện động vào Trần Tố Anh.
nếu như thấy một vũng máu như vậy, nhìn thôi cũng đã khiến chân mình mềm nhũn ra rồi. Nhiệt độ cơ thể của Trần Tố Anh đang giảm xuống, tình hình rất nguy kịch. Sa Thành Nghị kiểm tra sơ bộ, lập tức châm cứu cầm máu cho Trần Tố Anh, phải giữ được mạng trước đã. Đưa tới bệnh viện, lập tức làm phẫu thuật. Bây giờ đã quá muộn để quay lại đảo rồi, trước hết chỉ có thể mượn tạm bệnh viện gần đây nhất để tiến hành phẫu thuật cho Trần Tố Anh. Hạ Huy đi lấy xe. Lục Cận Phong ôm lấy Trần Tố Anh, vội vàng đi ra ngoài. Hạ Huy vội vàng đi lấy xe, Sa Thành Nghị đi theo sau. Vạn nhất thì ở lại, phong tỏa hiện trường lại, không cho bất kỳ ai tới gần, quản lý, đi kiểm tra camera giám sát của khách sạn. Xảy ra chuyện như vậy, bữa tiệc mừng thọ này chắc chắn là không thể tiếp tục được nữa, ông cụ Lục phụ trách tiễn khách, đối mặt với những tình huống khẩn cấp, mọi thứ đều phải có trật tự. Tô Yên giao Hạ Phi và Hạ Vũ mặc cho An Hinh và vợ chồng Lý Mộc Sinh, rồi bản thân đi tới bệnh viện. An Hinh nói, Hạ Phi, Tiểu Vũ, đi về với dì Hinh Hinh trước nha. Mùi máu quá tanh, An Hinh lo lắng sẽ ảnh hưởng tới hai đứa nhỏ. Hạ Phi nói, dì Hinh Hinh, dì đưa em trai về trước đi, con sẽ ở lại với cha. Vạn nhất biết ý của Hạ Phi, nói cứ để nó đi theo tôi. Hạ Phi là người của ám dạ, không phải là một đứa trẻ bình thường. Không thể đối mặt với nguy hiểm chỉ biết lẩn tránh. Hạ Vũ Mặc rất muốn ở lại, nhưng cậu bé biết rõ mình không lợi hại bằng anh trai, bà nội Trần gặp chuyện rồi, cậu bé không thể gây thêm phiền phức, nên đã đi theo vợ chồng Lý Mộc Sinh rời đi. Hiện trường bị phong tỏa, Vạn Nhất đã báo cảnh sát, trước khi cảnh sát đến, anh ta cùng với Hạ Phi kiểm tra hiện trường. Vạn Nhất hỏi, Hạ Phi, nhóc có thấy gì không? Hạ Phi chỉ vào vũng máu. Nói, bà nội Trần là bị người ta tấn công từ phía sau. Đột nhiên Hạ Phi nhìn thấy một mảnh gốm sứ nhỏ ở góc tường, rồi nói, hung khí chắc là bình hoa làm bằng loại gốm này, ra tay tàn nhẫn như vậy, lại cố ý chọn điểm mù của camera giám sát để ra tay, đối phương là một người tàn nhẫn lại có chút thông minh. Có chút thông minh. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Phi lộ ra vẻ nghiêm túc, có một mẩu móng tay bị đứt trong vũng máu, hung thủ là một phụ nữ. Vạn Nhất gật đầu thán phục. Rồi bổ sung thêm một câu, hôm nay những người tới tham gia tiệc mừng thọ của ông cụ đều là những người có máu mặt, còn nơi xảy ra chuyện chỉ cách đại sảnh có vài chục mét, người này dám ở đây, vào lúc này mà ra tay, thì chắc chắn phải có lý do không thể không ra tay được. Bệnh viện. Trần Tố Anh được đẩy vào phòng phẫu thuật, Sa Thành Nghị là bác sĩ mổ chính. Tô Yên và Lục Cận Phong đứng đợi ngoài cửa phòng phẫu thuật. Tô Yên an ủi nói, dì nhất định sẽ không sao đâu, đừng lo. Lục Cận Phong nhìn chằm chằm vào phòng phẫu thuật, có lần có một người anh em bị dính bom nổ gần như cả nửa người, tất cả mọi người đều không cứu được, nhưng Sa Thành Nghị lại cứu được người đó, cậu ấy là thần y của ám dạ bọn anh, có cậu ấy ở đây, mẹ anh nhất định sẽ không sao. Lục Cận Phong tin tưởng Sa Thành Nghị, cũng giống như tin tưởng chính mình. Điều anh lo lắng không phải là ca phẫu thuật của Trần Tố Anh có thành công hay không, mà là hung thủ là ai. Anh mà bắt được ai là người đã làm hại mẹ anh nhất định sẽ khiến cô ta phải đền mạng. Trong lòng Tô Yên cũng rất khó chịu, dù sao thì Trần Tố Anh cũng đối xử với cô rất tốt, cô cũng mong Trần Tố Anh sẽ không sao. Cuộc phẫu thuật kéo dài trong 4 giờ, 4 giờ này đối với Lục Cận Phong mà nói thì đó là một cực hình. Cửa phòng phẫu thuật mở ra, Sa Thành Nghị bước ra, sắc mặt có chút mệt mỏi. Giữ được tính mạng rồi, còn về có thể tỉnh lại hay không? Tôi không thể đưa ra câu trả lời khẳng định. Sa Thành Nghị nói với Lục Cận Phong, cậu hãy chuẩn bị tâm lý đi. Trần Tố Anh bị thương ở não, có thể giữ được tính mạng, là đã vô cùng may mắn rồi. Lục Cận Phong hiểu được hàm ý của Sa Thành Nghị. Trần Tố Anh rất có thể sẽ trở thành người thực vật. Sa Thành Nghị đã nói như vậy rồi, thì hy vọng cũng không nhiều. Lục Cận Phong không lên tiếng, trầm mặc ngồi trên chiếc ghế dài, lặng lẽ châm một điếu thuốc. Tô Yên nhìn Lục Cận Phong như vậy, trái tim như bị thắt lại, cô đi tới, nắm lấy tay Lục Cận Phong, âm thầm an ủi. Lục Cận Phong vỗ nhẹ lên tay Tô Yên, tỏ ý bản thân không sao. Lúc này điện thoại của Lục Cận Phong vang lên, là Vạn Nhất gọi tới. Đại ca, tới khách sạn một chuyến đi. Chương 159, quỳ lên cái bàn vò quần áo và cả vỏ sầu riêng. Lục Cận Phong vội vã chạy đến khách sạn, còn Tô Yên thì ở lại để chăm sóc cho Trần Tố Anh. Thực ra cũng không cần chăm sóc, Trần Tố Anh đang trong tình trạng hôn mê, cũng chẳng biết đến khi nào mới tỉnh lại. Tô Yên chỉ có thể đứng ngoài cửa mà chờ đợi. Cô Tô, không còn sớm nữa, cô
cô về sớm chút để nghỉ ngơi đi. Sa Thành Nghị đi đến, nhã nhặn nói, ở đây có y tá và bác sĩ thăm khám là được rồi. Tô Yên đương nhiên tự biết bản thân ở lại cũng chẳng để làm gì. Anh, ngay cả anh cũng không còn cách nào luôn sao? Chỉ có thể nói rằng, còn trông vào ý chí của dì Trần. Sa Thành Nghị khách quan nói. Cũng không được quá bi quan, không biết chừng sau 2 ngày lại tỉnh lại, trường hợp đó cũng có thể xảy ra, cô có công việc thì đi đi, ở đây cứ giao cho tôi. Tô Yên nhận ra còn Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc, phải đến giải thích với 2 đứa nhỏ, đưa ra một câu trả lời thỏa đáng cho chúng. Được. Tô Yên ngoảnh mắt nhìn vào phòng bệnh lần cuối, rồi rời đi. Ở trước cổng bệnh viện, Tô Yên vừa mở cửa xe, chưa kịp ngồi vào chỗ, vô tình nhìn thấy một người. Sở Hướng Nam. Cái người đàn ông quấn băng như xác ướp thế kia không phải Sở Hướng Nam thì là ai? Sở Hướng Nam đang ở bên cạnh Tạ Bảo Chân, hai người họ đều nhìn thấy Tô Yên. Tạ Bảo Chân vừa nhìn thấy Tô Yên, sự tức giận lại nổi lên hừng hực, cái loại đàn bà nham hiểm như cô, dám kêu người đánh con trai tôi, cô không xong với tôi đâu. Mẹ, Sở Hướng Nam ngay lập tức ngăn Tạ Bảo Chân lại. Gương mặt của Sở Hướng Nam sưng phù lên như cái bánh bao hấp, tay cũng bị bó bột, dáng vẻ trông rất buồn cười. Ánh mắt Sở Hướng Nam nhìn Tô Yên phức tạp đến không thể nói ra, anh ta hối thúc Tạ Bảo Chân mau rời đi. Tô Yên đứng đó mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Sở Hướng Nam bị cô kiếm người đánh cho tơi tả, đừng làm phiền cô, mà anh ta vẫn như một tên hèn nhát, đứng nhìn cô ấy đi đường vòng. Dù như thế nào đi chăng nữa, đó vẫn chính là những gì cô muốn. Nếu sớm biết có thể tìm ai đó để chỉnh đốn Sở Hướng Nam một chút, thì cô cũng tìm người khiến anh ta răng rơi đầy đất rồi. Tô Yên cũng lên xe, bánh xe bắt đầu lăn, ngay sau đó cô gọi cho Lưu Tuyết Lam, mới biết được Hạ Vũ Mặc đang ở nhà họ Lý, Hạ Phi vẫn ở cùng Vạn Nhất chưa về, cô sẽ đi đến nhà họ Lý trước. Trời dần dần tối. Quảng cáo sau 2 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ. Xe của Tô Yên vẫn đang chạy trên quốc lộ, đoạn đường này có rất ít xe đi qua. Đèn đỏ, Tô Yên dừng lại chờ đợi. Mau chóng cũng bật lên đèn xanh, cô vừa định khởi động xe, đột nhiên, nghe thấy một tiếng ầm, dưới gầm xe bị giằn một cái. Bánh xe trước bỗng bị nổ lốp. Hàng mày Tô Yên trao lại, cô xuống xe kiểm tra thử, đột nhiên qua gương chiếu hậu cô nhìn thấy sau lưng mình có một cô gái mặc quần áo đen kịch, trên tay còn cầm súng hướng về phía cô. Tô Yên bị làm cho thót tim, cô nhanh chóng tìm lấy chỗ trốn ngay bên cạnh bụi cây. Vừa rời khỏi chỗ đó, một phát đạn xuyên ngay qua cửa. Tô Yên vẫn còn thấp thỏm sợ hãi, nếu cô không phản ứng kịp thời, thì cơ thể cô đã bị viên đạn đó xuyên thủng. Viên đạn bắn ra lại chẳng có một tiếng động nào. Chính là vì nòng súng được gắn giảm thanh. Tô Yên hiểu ra, rốt cuộc là ai muốn chơi lớn lấy mạng của cô như vậy? Là Sở Hướng Nam sao? Không thể nào. Tô Yên chờ đợi một hồi lâu cũng không có động tĩnh gì, cô dồn hết can đảm nhìn lên. Phát hiện người phụ nữ đó từ đường bên kia đang phóng đến chỗ mình. Dưới ánh đèn đường sắc cam lờ mờ, Tô Yên nhìn rõ người phụ nữ đó, trên mặt có đeo chiếc mặt nạ hóa trang, một nụ cười khát máu vẽ lên trên đôi môi rực lửa ấy. Tô Yên cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ đã từng gặp ở đâu. Tô Yên, mau ngoan ngoãn bước ra đây, tôi có thể sẽ cho cô chút vui vẻ. Người đó biết tên của cô sao? Thực sự người đó đích thị là đến đây vì cô. Lòng ngực Tô Yên đập loạn, cô không phải người ngu ngốc, ra đó để tìm cái chết ư. Khi người phụ nữ đó đến gần, trong đầu Tô Yên nảy ra một ý, nhặt một viên đá ném sang chỗ khác, người phụ nữ đó nghe thấy động tĩnh, ngay lập tức bị đánh lạc hướng, Tô Yên thừa cơ lập tức nhanh chân bỏ trốn. Điện thoại lại làm rơi trên xe, Tô Yên không thể gọi điện để cầu cứu, cô chỉ còn cách chạy thật sâu vào rừng. Nhưng địa hình của nơi này Tô Yên lại không thông thạo cho lắm. Người phụ nữ đó cũng có phản ứng, nhanh chóng đuổi theo vào trong rừng, cô ta nhắm vào chân Tô Yên rồi bắn vài phát. Cuộc truy bắt như mèo đuổi chuột. Tô Yên vì tránh những viên đạn, mà có chút nhếch nhác, chạy tán loạn cả lên, người phụ nữ phía sau cười thật lớn, nghe rất khoái chí. Xít! Tô Yên thật sự rất muốn chào hỏi người kia, nhưng đối phương như đang muốn chơi đùa với cô. Tô Yên đành nấp sau một cái cây lớn. Lớn giọng hỏi, cuối cùng thì là ai đã mua chuộc cô để giết tôi? Tôi và cô không thù không oán, có chuyện gì, cùng nhau nói chuyện trong hòa bình. Người phụ nữ đó vẫn thản nhiên giương súng về phía Tô Yên đang nấp sau cây, nả thêm 2 phát, vỏ cây bay tứ tung, đạn lạc bay gần sát với bên tai của cô, bất giác cô ôm lấy đầu mình,
rồi ngồi xổm xuống. Cô đã động đến người của tôi, cô phải chết. Trong giọng nói của người phụ nữ đó chứa đầy sự căm phẫn. Người đẹp, chúng ta chắc đang có hiểu lầm gì đó, tôi chắc chắn không quen biết gì cô, thì làm sao mà tôi động tới người của cô được, còn muốn giết tôi, thì phải giết cho chết. Tô Yên đang câu giờ cho bản thân, cô đang tính toán xem nếu cô chạy đi thì sẽ nắm chắc được bao nhiêu phần trăm né được đạn. Và dường như chẳng còn lấy một cơ hội nào. Chạy có nhanh, cũng không nhanh bằng đạn. Người phụ nữ càng ngày càng đến gần, Tô Yên nghe thấy tiếng của người kia dẫm lên lá cây, hồi hộp đến nỗi tim cứ nhảy loạn cả. Tô Yên đã chuẩn bị xong cả rồi, khi người kia đến gần, lập tức lấy đất cát ném vào đối phương, cô la lên thật lớn, xem bình xịt hơi cay của tôi này. Người phụ nữ đó va phải một cú lừa, cô ta vô thức đưa tay lên che mắt lại. Tô Yên thừa cơ cướp lấy súng của đối phương, dùng chân đá vào cô ta vào cái hồ bên cạnh. Người phụ nữ biết mình đã bị lừa, nổi trận lôi đình. Danh con khốn kiếp. Người phụ nữ đang phủi hết đất cát trên đầu xuống, một cú đá quét tung đến chỗ Tô Yên, ra đòn rất ghê gớm lại còn chính xác. Tô Yên bị đá vào bụng, văng ra xa tận 2 mét, rồi đáp trên mặt đất, cô chịu đựng đau đớn mà đứng dậy, cười với người phụ nữ đó một nụ cười lạnh nhạt, con khốn mày chửi ai đấy? Là mày đấy. Người phụ nữ phản ứng nhiều hơn, càng giận dữ hơn, muốn chết sao? Người phụ nữ đấm tới, ra tay thật tàn bạo, như được đào tạo rất chuyên nghiệp. Tô Yên cũng từng luyện Taekwondo, cũng có thể tự vệ, nhưng để có thể chiến đấu đến sống đến chết, điều đó thì không. Chưa được bao nhiêu đòn đánh, Tô Yên đã gục mình trên mặt đất, còn bị người phụ nữ đó giẫm lên chân. Tô Yên, mày không có tư cách làm người phụ nữ của anh ấy, trò chơi đã kết thúc, đi chết đi. Giọng nói của người phụ nữ sắc lạnh như đao. Tô Yên thoáng nhìn thấy con dao sắc bén của quân đội Thụy Sĩ trong tay của người phụ nữ, trong lòng cô kinh hoàng khôn xiết, ngay khi con dao chuẩn bị ghim lên ngực cô, Tô Yên ôm lấy chân của người phụ nữ, cố gắng hết sức để hạ gục đối thủ. Con dao đâm hụt, cắm vào dưới đất. Tô Yên dùng chân kẹp chặt lấy đầu của người phụ nữ, còn hai tay nắm chặt chân của ả. Muốn lấy mạng của tao sao, đâu có dễ như vậy. Hai chân của ả ta cũng kẹp lấy cổ của Tô Yên. Hai người bọn họ cứ như vậy mà vật lộn, lăn cả mấy vòng trên mặt đất. Ả ta bắt đầu cố nhặt lấy con dao, Tô Yên làm sao có thể đáp ứng nguyện vọng ấy của ả ta, giữ chặt lấy người kia, ngay cả khi sức cùng lực kiệt, trên trán cũng hiện lên cả gân xanh. Tô Yên, cô hãy từ bỏ đi. Người phụ nữ và Tô Yên cứ lăn lộn thêm vài vòng trên mặt đất, khiến đầu của Tô Yên đập vào thân cây. Thắt lưng đau đến tột cùng, Tô Yên cảm thấy dường như lưng sắp gãy đến nơi vậy. Toàn bộ cơ thể của Tô Yên, gần như rã rời. Người phụ nữ đứng phắt dậy, nhặt lấy con dao trên mặt đất, trong đôi người hừng hực sát ý, đi chết đi. Tô Yên không còn lấy chút sức để phản kháng, lưng đau nhói khiến cô không tài nào cử động được thêm. Tô Yên rất tuyệt vọng, cô chỉ đang nói về chuyện tình cảm mà, đâu cần phải chơi lớn như vậy, còn cần phải lấy tính mạng ra để giải quyết sao. Tô Yên rít lên trong đau buồn, Lục Cận Phong lại có một người bạn tri kỷ. Dũng cảm và mạnh mẽ như thế này à? Tô Yên quyết định rồi, hôm nay cô nhất định phải sống sót trở về, là để xem Lục Cận Phong mang vỏ sầu riêng, hay bàn giặt quần áo ra quỳ, để gạ được cô gái này. Chương 160, đến đây để chị đây dạy làm người. Từ tận sâu bên trong trái tim, Tô Yên không muốn chết. Nói nhảm, ai chẳng muốn sống tốt. Nhưng cô thực sự không còn đủ sức lực nữa. Trong lòng cô hối hận. Cô vẫn còn chưa được nghe Hạ Vũ Mặc nghiêm túc gọi cô là mẹ đâu. Con dao găm rơi xuống, khi chỉ còn cách ngực Tô Yên 3 cm thì Tô Yên nghe thấy tiếng súng vang lên. Con dao găm trong tay người phụ nữ bị bắn văng ra, đạn và con dao chạm nhau tạo nên một tia lửa, viên đạn từ trước ngực Tô Yên bay đến. Xoẹt! Nếu thiện xạ bắn không chính xác, cô chẳng phải vừa ăn một nhát dao lại vừa ăn một viên đạn sao? Tô Yên quay đầu lại xem ai nổ súng. Ngay lập tức thấy một cô gái mặc áo màu đỏ từ trên cây thả một dây thừng để xuống, nhẹ nhàng như bay, giống như một cô tiên giáng trần. 20 tuổi, dáng người ma quỷ, khuôn mặt ma quỷ. Vừa làm tổn thương người của bà đây, chắc coi bà đây là đồ trang trí rồi. Chỉ là ngay khi Lâu Doanh mở miệng, vẻ đẹp đã bị phá hủy ngay tức khắc. Lâu Doanh chống nạnh tức giận, dùng một tay nâng Tô Yên lên. Tô Yên! Lâu Doanh à, có cần hung dữ vậy không? Cô cũng cần mặt mũi mà. Tô Yên không biết cô gái mặc áo đỏ trước mặt, bây giờ cô đang đau thắt lưng nên không thể di chuyển được,
nhưng sau khi nghe thấy giọng điệu vừa rồi của Lâu Doanh, đối phương có quen biết cô. Là bạn bè chứ không phải là địch, này chắc đúng rồi. Tô Yên hỏi, cô cứ ở trên cây xem trò vui hả? Nếu không thì tại sao cây hòe có thể thành tinh và một người lại xuất hiện từ hư không được? Tới một lúc rồi, Lâu Doanh xấu hổ cười, tôi thấy hai người đang đánh máu lửa quá, nhất thời nhìn đến hứng thú nên không đành lòng quấy rầy. Đầu Tô Yên đầy vạch đen. Lời này của cô sao nghe giống như tôi với cô ta cùng một chân vậy? Đánh máu lửa quá là có ý gì? Vừa rồi cô đã có một trận chiến sinh tồn đó được không? Cô này à, cô thật hài hước đấy. Tuyệt đối là hiểu lầm thôi. Lâu Doanh nghiêm túc nói. Dù thế nào Tô Yên cũng không cảm thấy nghiêm túc gì cả. Nếu vừa nãy cô mà bắn chậm thêm chút hay bắn trượt thì cô trực tiếp đưa tôi đi gặp Diêm Vương luôn rồi. Tôi đã căn chỉnh thời gian rồi, tuyệt đối sẽ không sao đâu. Lâu Doanh 10 phần tự tin, nói, Lâu Doanh tôi đây bắn viên nào thì viên đó chắc chắn sẽ trúng, tôi chưa bao giờ bắn trượt cả. Tô Yên, ngay tại thời điểm cô sắp chết thì mới bắn. Hai tay Tô Yên chắp lại, cảm tạ công ơn cứu mạng của cô. Nói nhăng nói cuội. Tô Yên phân chia ân oán rõ ràng, nếu không có Lâu Doanh, chắc cô đã chết từ lâu rồi. N tình cứu mạng này, cô nhớ kỹ. Giữa chị em mình không cần khách khí. Lâu Doanh ngay thẳng, nói chị sang một bên nghỉ ngơi trước đi, còn người phụ nữ này cứ để cho em. Nói xong, Lâu Doanh xoay người lại, khí chất thay đổi, chỉ riêng trong con ngươi cũng từng chút lạnh trầm xuống, hồ ly tinh. Dám làm chị gái của tao bị thương, mày đã hỏi qua tao chưa? Lâu Doanh, địa sát chúng tao với thiên lang bọn mày luôn luôn nước sông không phạm nước giếng, tao chưa từng nghe nói mày có chị gái gì đó cả, mày đừng có cản đường tao nữa. Người phụ nữ chính là sát thủ của tổ chức địa sát, mật danh là Hồ Ly. Tô Yên ở bên kia nghe thấy vậy thì kinh hãi, tổ chức địa sát này cô từng nghe Lục Cận Phong nói qua một lần. Nếu nói ám dạ là một con sói thì địa sát chính là một con rắn độc. Hung ác, đê hèn, hành động khó nắm bắt và mang tiếng xấu khắp mọi nơi. Chuyên hoạt động việc giết người cướp của nhưng lại không muốn mạng của người ta. Nói một cách dễ hiểu thì miễn là bạn có thể trả đủ tiền khi thuê sát thủ của tổ chức địa sát thì dù bạn muốn giết tổng thống của một nước thôi, bọn họ cũng dám làm điều đó. Tô Yên nhất thời cảm thấy sợ hãi, cô nghĩ vừa rồi mình đối đầu với sát thủ của tổ chức địa sát vẫn còn giữ được cái mạng này, đây chắc chắn là do hương khói của phần mộ tổ tiên phù hộ. Tất nhiên, trong này cũng có phần khinh thường đối phương. Lâu Doanh sờ sờ mũi, cười nhạo một tiếng, mày đùa đấy à, họ hàng của bà đây cần gì phải nói cho mày biết. Mày đánh thương chị của tao như vậy, mặc kệ hôm nay mày là nước sông hay nước giếng thì mày cũng đã phạm rồi. Muốn tao dừng tay hả? Được thôi, để một cái tay của mày ở lại đi. Vậy thì đừng nhiều lời nữa. Lâu Doanh cất súng đi, vừa kiêu ngạo vừa tự tin nói, bà đây cũng không đùa với mày nữa. Hồ Ly không có súng, Lâu Doanh cũng sẽ không dùng súng nữa. Cả hai đánh nhau liều mạng bằng tay không. Kỹ năng mà Lâu Doanh giỏi nhất chính là cận chiến, một chiêu một quyền, đè ép đối thủ đến chết, quả thật nhìn cô ta như đang chơi đùa vậy. Hồ Ly bị trúng chiêu phải lùi về sau liên tục, phần bụng của cô ta phải nhận nhiều cú đá. Lâu Doanh bá đạo nói, mày đá chị tao một cái thì tao sẽ đá lại mày ba cái, cũng không tính quá đáng lắm đâu. Tô Yên không nói nên lời. Lâu Doanh rõ ràng đã đến từ lâu rồi vậy mà lại nói mới tới. Hồ Ly thẹn quá hóa giận, cô ta ôm bụng nói, Lâu Doanh, hôm nay là chuyện ân oán cá nhân của tao với Tô Yên, tao khuyên mày một lần nữa, đừng xen vào chuyện của người khác. Lâu Doanh móc móc tai rồi thản nhiên nói, mặc kệ hôm nay chị của tao cùng mày danh đàn ông hay là chị của tao đào cả mộ tổ tiên của mày lên nhưng mày đã làm thương chị tao, vậy thì không được, đừng nói nhảm nữa, tới đây đi. Gương mặt Lâu Doanh sầm lại. Một quyền đánh tới. Hồ Ly vội vàng tránh ra, cô ta biết mình không phải là đối thủ của Lâu Doanh. Trước khi Lâu Doanh muốn ra tay thì đột nhiên trên tay Hồ Ly xuất hiện một con dao găm nhỏ. Tô Yên thấy vậy, lo lắng hét lên, cẩn thận với con dao trong tay cô ta. Hồ Ly đâm về phía Lâu Doanh, khi được Tô Yên nhắc nhở, Lâu Doanh cũng nhận ra. Mẹ kiếp, mày dám giở trò với bà đây. Lâu Doanh tức giận, như bùng phát sức mạnh hồng hoang. Trực tiếp dùng sức siết chặt tay Hồ Ly hét lên vì đau đớn, dao trong tay cô ta rơi xuống đất. Lâu Doanh chộp lấy cô ta rồi quăng cô ta ngã xuống đất mấy lần như quăng bao cát, sau đó đá cô ta một cái bay ra ngoài. Tô Yên ngẩn người. Cô ấy thật sự rất khỏe.
Chỉ cần đủ mạnh thì dù có âm mưu hay thủ đoạn gì thì cũng không có gì đáng nói. Tô Yên không khỏi tự hỏi, một cô gái mạnh mẽ như vậy thì loại đàn ông như nào mới có thể xứng đáng với cô ấy? Lâu Doanh vỗ vỗ tay phủi bụi không tồn tại trên tay, cười lạnh nói, đồ chơi dơ. Hồ Ly tức giận đến xanh mét cả mặt, Lâu Doanh, mối thù này của chúng ta hình thành. Vừa nói xong, Hồ Ly chạy nhanh đi, so với bất cứ thứ gì cũng không chạy nhanh bằng. Lâu Doanh cũng lười đuổi theo, cô ta bước tới trước mặt Tô Yên, chị ơi. Có cần em đưa chị đến bệnh viện không? Không cần đâu, để chút nữa là được rồi. Tô Yên sờ eo mình, tốt hơn rồi, cô hỏi, mà tại sao cô lại gọi tôi là chị? Chị chính là chị của em mà, mẹ chị và mẹ em là chị em, mẹ của chị là dì của em nên chị chính là chị họ của em. Lâu Doanh xoa dịu mối quan hệ này, biểu thị rằng không có vấn đề gì, đúng vậy nha. Tô Yên thực sự không biết gì về họ hàng của mẹ mình. Cô em gái họ này, chị xin nhận. Tô Yên vỗ vai Lâu Doanh. Có cô em gái mạnh mẽ như này, nhận làm họ hàng cũng không lỗ. Lâu Doanh cười, về sau em sẽ luôn bảo vệ chị. Em là người bên Thiên Lang chắc cũng sẽ biết đến Tô Duy nhỉ. Lâu Doanh nói, chị đang hỏi về Thượng Quan Duy hả? Cậu ta không sao đâu. Chú Lệ đã đưa cậu ta đi huấn luyện rồi, chị à, chị không phải lo đâu. Thượng Quan Duy, Tô Yên tự hỏi. Nhất thời không giải thích rõ được, chị. Để em đưa chị về trước rồi từ từ giải thích sau. Nơi này thật sự không phải là một nơi để trò chuyện. Tô Yên và Lâu Doanh cùng nhau trở về nhà họ Lý. Khi Lý Mộc Sinh hỏi, Tô Yên đáp, người này là em họ của con, Lâu Doanh. Lâu Doanh nồng nhiệt chào hỏi, xin chào mọi người. Lúc Lâu Doanh không đánh nhau, Lâu Doanh vẫn nhiệt tình giao tiếp, được nhiều người thích. Lưu Tuyết Lam cười nói, để mẹ đi dọn dẹp phòng. Cô Lâu ở lại đây đêm nay nhé. Dì, dì thật tốt. Miệng Lâu Doanh đầy ngọt ngào, nói. Tô Yên đưa Lâu Doanh về phòng trước, một vùng trên lưng Tô Yên bị bầm tím lại. Lâu Doanh lấy thuốc mỡ mình hay dùng ra, bôi chút đi, loại này có tác dụng rất tốt. Sau khi tiếp xúc cùng với máu trên lưỡi dao, những vết thương tích là điều không thể tránh khỏi, những loại thuốc này Lâu Doanh luôn mang theo bên người. Cảm ơn em. Tô Yên vừa mới bôi thuốc xong. Tiểu Vũ vừa nghe nói Tô Yên đã trở lại thì vội vàng chạy tới. Dì Tô, Tiểu Vũ không coi lời nói trong bữa tiệc mừng thọ là thật, cũng không biết mình có thật sự là con trai của Tô Yên không. Qua, bánh bao nhỏ này từ đâu tới vậy? Nhìn đáng yêu quá, Lâu Doanh không nhịn được muốn vươn tay bóp má Tiểu Vũ. Tô Yên nói, đây là con trai của chị, Tiểu Vũ. Còn có một người con cả nữa chưa trở về. Chị sẽ giới thiệu cho em sau. Những lời nói này của Tô Yên khiến Lâu Doanh kinh ngạc. Chị à, con của chị đã lớn thế này rồi sao? Con của chị với ai thế? Tô Yên không trả lời Lâu Doanh, nắm lấy tay Tiểu Vũ, nói Tiểu Vũ, mẹ thật sự là mẹ của con. Năm đó lúc mẹ sinh hai người anh em con thì các con bị người xấu bắt đi rồi đưa vào trại mồ côi, mẹ đã tìm các con lâu lắm rồi, gần đây mới xác nhận ra các con đúng là các con của mẹ. Đối mặt với bộ dáng ngây thơ không hiểu gì của Tiểu Vũ, Tô Yên ho nhẹ một tiếng, nói, dù sao mẹ cũng là mẹ của con, về sau gọi mẹ là mẹ đi, đừng gọi mẹ là dì Tô nữa. Lúc Tô Yên nhận ra Tiểu Vũ, cũng không quá buồn như vậy, cũng không có ôm cảm động hay khóc lóc vì xúc động. Mọi thứ đều rất tự nhiên. Tiểu Vũ cũng rất tiếp thu, kêu lên, mẹ. Con ngoan lắm. Tô Yên âu yếm vỗ đầu Tiểu Vũ, chợt nhớ ra điều gì đó. Liền nhìn Lâu Doanh, thân phận thật của người tên Hồ Ly kia là gì? Chương 161, đóng cửa thả chó. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tình địch tìm đến tận cửa. Ngay cả đối phương tên là gì cô cũng không biết, vậy cũng quá thiệt thòi rồi. Tô Yên hỏi rất nghiêm túc, Lâu Doanh cũng rất nghiêm túc trả lời, nói ba chữ, em không biết. Tô Yên thật hết nói nổi. Không phải em là sát thủ lợi hại nhất Thiên Lang sao? Trên đường về nhà, Lâu Doanh đã khoe khoang với Tô Yên như vậy. Lâu Doanh tỏ vẻ vô tội, em đảm nhiệm sát thủ chủ chốt, chứ không có đảm nhiệm về mảng thông tin này. Chị, nếu như chị muốn biết thì em sẽ bảo người trong tổ chức giúp điều tra thử. Tô Yên đã chứng kiến được sự dũng mãnh của Lâu Doanh, người này tuyệt đối là kiểu hành động bạo phát nhanh lẹ. Được, lát nữa em hỏi giúp chị một chút. Tô Yên hài lòng mà nhéo nhéo khuôn mặt của Hạ Vũ Mặc, nói Tiểu Vũ, đi ngủ đi. Mẹ đi gọi cho chú Lục một cuộc điện thoại. Hạ Vũ Mặc vừa nghe tới chú Lục, hỏi, mẹ,
không phải chú Lục là cha con sao? Nếu dì Tô là mẹ, vậy thì chú Lục là cha mà. Tô Yên nói, tạm thời chưa phải, Tiểu Vũ à, chuyện này để giải thích rõ ràng sẽ có chút phức tạp, chú Lục vì bảo vệ mọi người, bảo vệ mẹ, cho nên mới phải dùng lời nói dối thiện ý, nhưng mà, sau này chú ấy chính là cha của con. Cha dưỡng cũng là cha. Hai, Hạ Vũ Mặc thở dài một tiếng, khoanh hai tay lại, may mà con không ôm hy vọng quá lớn. Dáng vẻ buồn cười của Hạ Vũ Mặc khiến cho Tô Yên và Lâu Doanh nở nụ cười. Lâu Doanh cảm thấy đứa nhỏ này quá hài hước. Giọng điệu kia giống như một ông cụ non. Tô Yên bảo Lưu Tuyết Lam dẫn Hạ Vũ Mặc đi nghỉ ngơi, cô gọi một cuộc điện thoại cho Lục Cận Phong, dò hỏi kiểm tra tình hình. Khách sạn bên này. Sau khi cảnh sát đến hiện trường, Vạn Nhất và Hạ Phi gần như đã giải quyết xong vụ án. Bọn họ căn bản là không hề được phái tới làm việc, chẳng qua là một hình thức. Tất cả bộ phận giám sát trong khách sạn đều bị đưa ra hết, qua quá trình phân tích của Vạn Nhất và Hạ Phi, đã tập trung được kẻ tình nghi. Tô Vân cho rằng mình đã làm kín đến mức không chê vào đâu được, còn chưa tới mấy giờ đồng hồ, chuyện cô ta đánh Trần Tố Anh bị thương cũng đã bị đào lên. Tô Vân thực sự đã chọn góc chết của camera để xuống tay, nhưng lúc Trần Tố Anh đi từ sảnh lớn về phòng, rồi lại từ phòng quay lại sảnh lớn, trong camera ghi lại cũng chỉ có mỗi Tô Vân đi theo Trần Tố Anh. Camera cũng ghi lại hình ảnh Tô Vân vội vàng rời khỏi sau khi làm xong việc. Sau khi Lục Cận Phong biết người đó là Tô Vân, trong mắt hiện lên một tia sát khí, không biết sống chết là gì. Vạn Nhất nói, đại ca, quy tắc của ám dạ là không giết phụ nữ đang mang thai, Tô Vân đang có thai, nên hành động cũng không dễ dàng chút nào. Tô Vân xuống tay với Trần Tố Anh, đánh đến mức bị thương nặng, loại phụ nữ như thế này, băm thành tám mảnh cũng không quá đáng. Nhưng là con người, cần phải có sự kính nể đối với người mang thai, người của ám dạ cũng không giết phụ nữ đang mang thai. Một ngón tay Tô Vân cũng không được đụng vào. Đôi mắt thâm thúy của Lục Cận Phong khẽ nhíu lại, đưa vào đi, vừa vặn làm bạn cùng với Tần Phương Linh. Sau khi Tô Vân nộp tiền bảo lão xong, vài lần dính dáng đến pháp luật, hôm nay làm cho Trần Tố Anh bị thương nặng, cảnh sát đương nhiên cũng sẽ không thả lỏng loại người nguy hiểm như Tô Vân này ở bên ngoài. Lúc này cảnh sát bắt đầu điều động cảnh lực đi bắt Tô Vân về quy án. Lục Cận Phong lạnh giọng phân phó, Hạ Vũ, Hạ Huy, hai người cũng đi hỗ trợ. Hình đại đội trưởng, cậu cả Lục, cảnh lực của chúng ta đủ, bắt một người phụ nữ, đủ sai. Bọn họ nào dám phiền nhà họ Lục ra tay? Điều đó không phải chứng minh là cảnh sát bọn họ rất vô dụng sao? Chỉ có điều vụ án này xảy ra, quả thực bọn họ dường như không có chút năng lực nào cả. Kẻ giết người là do Vạn Nhất và Hạ Phi bắt được. Cho nên cảnh sát muốn thể hiện thật tốt qua việc bắt người này. Lục Cận Phong nói, giúp đỡ cảnh sát phá án, là trách nhiệm hợp pháp của mỗi một công dân. Hình đại đội trưởng cũng không nói cái gì nữa. Lục Cận Phong không hề để Tô Vân vào mắt, nhưng những người như con dẹp lúc nào cũng lộ ra khiến người ta ghê tởm như vậy, hơn nữa anh cũng không phải người lương thiện, để cho Tô Vân tùy tiện hung hăng càn quấy. Hạ Huy và Hạ Vũ đi theo bắt người, người tiếp theo mà Lục Cận Phong phải đối phó, đó là cha con Lục Thừa Mẫn. Hạ người họ đã bị đưa về nhà cũ rồi. Vạn Nhất hỏi, đại ca, dì Trần thì sao? Đang hôn mê, khi nào tỉnh lại thì vẫn chưa rõ. Lục Cận Phong nhìn về phía Hạ Phi, em về nhà cũ cùng với tôi, hay là đến nhà họ Lý? Hạ Phi nói, tôi đi cùng với đại ca Lục. Còn lại chính là chuyện riêng của nhà họ Lục, Vạn Nhất cũng không tiện đi theo nữa. Lục Cận Phong dẫn Hạ Phi về nhà cũ nhà họ Lục. Trên đường đi, Lục Cận Phong nói, những lời kia trong bữa tiệc mừng thọ. Tôi biết là đại ca Lục vì bảo vệ dì Tô nên mới nói như vậy. Hạ Phi sẽ không bao giờ tin mình là con trai của Lục Cận Phong. Hạ Phi không hề cho là thật, Lục Cận Phong cũng không giải thích nhiều nữa. Những lời kia trong buổi mừng thọ, anh quả thật là vì bảo vệ Tô Yên mới bịa đặt ra. Dì Tô của em, thật sự là mẹ em. Lục Cận Phong tin tưởng bản giám định mẹ con kia của Tần Nhã Hân, cũng tin tưởng lời nói của Tô Yên. Hai mắt Hạ Phi sáng ngời, thật sao? Từ lần đầu tiên Hạ Phi nhìn thấy Tô Yên, cậu bé đã có suy nghĩ thế này, nếu như dì Tô là mẹ của cậu bé thì thật tốt. Bây giờ, ao ước của cậu bé đã trở thành sự thật rồi. Lục Cận Phong gật đầu, ừ. Hạ Phi vô cùng hài lòng mà nở nụ cười, thật tốt. Hạ Phi chỉ nói hai chữ như vậy, nhưng bao hàm rất nhiều cảm xúc ở bên trong. Đối với việc Tô Yên là mẹ của cậu bé rất thỏa mãn.
nhà cũ nhà họ Lục. Ông cụ Lục vẫn chưa ngủ, chờ tin tức. Cha con Lục Thừa Mẫn như ngồi trên đống lửa, bọn họ còn muốn chạy, nhưng mà người của Lục Cận Phong đang canh rất chặt chẽ ở ngoài cổng chính. Lục Thừa Mẫn đi qua đi lại, Lục Gia Hành nói, Thừa Mẫn, nếu không thì con đi nói chuyện với ông nội con đi. Ngộ nhớ kia Lục Cận Phong quay về, tên nhóc kia có thể sẽ tha cho chúng ta. Chỉ có ông nội con mới có thể ngăn cản Lục Cận Phong. Bây giờ nói những điều này đều vô ích, tính tình Lục Cận Phong như thế nào, chúng ta không phải không biết rõ. Lục Thừa Mẫn nhìn về phía màn đêm vô tận, tự giễu nói, anh ta thực sự đã hạ một ván cờ lớn, con đã sớm nghi ngờ bệnh của anh ta là giả bộ, cố ý tìm bác sĩ đến kiểm tra, nhưng không thể kiểm tra ra, giấu cũng thật là sâu. Là do anh ta muốn thành công nhanh chóng, mới có thể mắc phải cái bẫy của Lục Cận Phong. Trong sân truyền đến âm thanh tắt máy của ô tô. Thần kinh hai cha con kéo căng. Lục Gia Hành nói, Lục Cận Phong đã trở về. Ông cụ ở trong phòng trên lầu cũng nghe thấy tiếng xe, đi xuống lầu. Lục Cận Phong dắt theo Hạ Phi bước vào phòng khách, ông cụ hỏi, Tiểu Phong, mẹ cháu không có chuyện gì chứ? Thoát khỏi nguy hiểm, Lục Cận Phong nói xong, lại nói với Hạ Phi, dẫn ông cóc của con về phòng nghỉ ngơi. Nếu đã nhận Hạ Phi là con ở trước mặt người khác, vậy thì ở trước mặt người khác vẫn sẽ duy trì mối quan hệ cha con. Vâng, cha, Hạ Phi đi tới trước mặt ông cụ, ông cóc, con đưa ông về phòng. Ông cụ Lục biết Lục Cận Phong muốn làm gì, chỉ nói một câu, giữ mạng lại. Ngụ ý là chỉ cần có giọng điệu, còn những cái khác để tùy Lục Cận Phong muốn làm như thế nào cũng được. Cha con Lục Thừa Mẫn vừa nghe vậy thì luống cuống. Lục Thừa Quân hô lên, ông nội. Lục Gia Hành, cha không thể không quan tâm địa của thằng ngốc này rất độc ác. Ông cụ Lục đầu cũng không quay lại mà đi lên lầu, ông ấy tin Lục Cận Phong sẽ có chừng mực. Ông cụ Lục vừa đi, Lục Cận Phong ra lệnh, gác cổng và cửa sổ đều đóng lại hết. Vâng, cậu cả Lục. Người của Lục Cận Phong nhanh chóng giữ cổng và khóa kỹ cửa sổ. Anh cả, chúng ta là anh em, tất cả những việc này đều là hiểu lầm, anh nghe tôi giải thích. Lục Thừa Mẫn cho rằng Lục Cận Phong muốn đánh người, nhanh chóng thoái thác trước. Lục Gia Hành lấy cái tự cao tự đại của bậc trưởng bối ra, cháu trai cả, chú thân là chú hai của con dám động vào chú dù chỉ một chút, đó chính là ngỗ nghịch bất đạo. Chú hai yên tâm, con nhất định sẽ không động vào chú dù chỉ một sợi tóc. Lục Cận Phong ngay cả lông mi cũng không hề di chuyển một chút, lạnh lùng kéo khóe miệng, nói hai chữ thả chó. Lục Thừa Mẫn và Lục Gia Hành đơ người trong chốc lát. Không kịp phản ứng lại, mãi cho đến khi người của Lục Cận Phong dẫn bốn con chó ngao Tây Tạng vào, chân hai người mới bắt đầu nhũn ra. Không phải thả chó sao? Này rõ ràng là chó ngao. Bốn con chó ngao Tây Tạng đói bụng rất lâu, nhìn thấy cha con Lục Thừa Mẫn, mắt đều đỏ lên, điên cuồng sủa lên vài tiếng, khí thế kia, có thể trực tiếp khiến cho lòng của mỗi người đều thấy sợ hãi. Thả! Lục Cận Phong ra lệnh một tiếng. Bốn con chó ngao Tây Tạng ra sức chạy về phía cha con Lục Thừa Mẫn. Lục Gia Hành cuối cùng cũng hiểu được câu nói kia của Lục Cận Phong. Lục Cận Phong quả thực không hề đụng vào một cọng tóc của ông ta, nhưng mà mấy con chó ngao này, đừng nói là tóc, ngay cả da của ông ta cũng có thể lột ra. Trên bầu trời ở biệt thự nhà họ Lục, tiếng sủa của chó ngao kêu không ngừng, vang tận mây xanh, tiếng kêu thảm thiết của Lục Gia Hành và Lục Thừa Mẫn trực tiếp bị chìm ngập. Lục Cận Phong ở bên cạnh uống trà. Tâm tình bình thản nhìn hai cha con Lục Thừa Mẫn chật vật bị chó ngao đuổi đến mức nhảy tán loạn. Chương 162, tuyệt vọng trở thành người ăn xin trên đường phố. Lục Cận Phong bị công kích từ nhiều hướng trên đường Bàn Sơn, anh đang ở trên ranh giới sinh tử, gậy ông đập lưng ông, anh còn muốn cho hai cha con nhà Lục Thừa Mẫn nếm mùi vị kề cập cái chết. Anh, mau bảo tên xúc sinh bốn chân kia ngậm miệng lại. Lục Thừa Mẫn từ lâu đã mất đi dáng vẻ tao nhã lịch sự, quần áo bị xé nát. Trên cánh tay và ngực đều có vết máu. Một con chó ngao Tây Tạng với thân hình khổng lồ đè xuống, cưỡi lên người Lục Thừa Mẫn và bắt đầu cắn. À! Lục Thừa Mẫn lại hét ầm lên. Lục Gia Hành cũng sợ hãi đến mức tè ra quần, ngã xuống đất và bị hai con chó ngao Tây Tạng bao vây. Bốn con chó ngao Tây Tạng đều được huấn luyện qua, Lục Cận Phong không ra lệnh cho chúng cắn, nó chắc chắn sẽ không làm tổn thương đến tính mạng của người dân, nhưng chắc chắn sẽ để lại dấu chân. Lúc này, điện thoại của Lục Cận Phong vang lên, là Tô Yên gọi đến. Lúc Lục Cận Phong nhấc máy, Tô Yên nghe thấy tiếng gầm của con ngao Tây Tạng ở đầu kia điện thoại, Lục Cận Phong, bên anh có tiếng gì thế? Tô Yên nhất thời không nghe ra,
cảm giác vừa giống tiếng của một con sói nhưng cũng giống như một con hổ. Anh tìm được 4 con chó ngao Tây Tạng đưa đến chơi với em hai và chú hai. Lục Cận Phong bình tĩnh nói, tối nay em đi ngủ sớm đi. Lục Thừa Mẫn làm cho Lục Cận Phong phải đổ máu, món nợ này nhất định phải đòi lại. Tô Yên nghe thấy âm thanh đấy, tự mình tưởng tượng ra, không khỏi rùng mình, miệng lại nói, ăn miếng trả miếng, em thích. Vẫn còn một chút phấn khích trong giọng điệu, chỉ muốn được tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó. Thực lòng mà nói, cô cũng rất ghét bộ mặt giả tạo của Lục Thừa Mẫn, cũng rất muốn nhìn xem Lục Thừa Mẫn lúc sợ hãi trông như thế nào. Hung thủ hại gì đã tìm được chưa? Tô Yên lo lắng nhất chính là chuyện này. À, là Tô Vân, bị cảnh sát đã bắt đi rồi. Nghe vậy Tô Yên vừa cảm thấy kinh ngạc cũng vừa cảm thấy không có gì ngạc nhiên cho lắm. Tô Vân thực sự có thể làm ra chuyện như vậy. Chẳng lẽ lúc trước cô ta bị chặt đứt một ngón tay nên bây giờ trả thù sao? Không quan trọng lý do là gì. Điều quan trọng là khiến Tô Vân phải trả giá. Tô Yên không nói nhiều nữa, cô biết Lục Cận Phong còn chưa làm xong việc, cô cũng không nhắc tới tai nạn của mình tối nay nữa, sợ rằng Lục Cận Phong sẽ lo lắng. Bị ngao Tây Tạng giày vò nửa giờ, Lục Thừa Mẫn kiệt sức nằm trên mặt đất như cá ướp muối nằm trên mặt đất, Lục Cận Phong, sĩ khả sát bất khả nhục, anh cứ dứt khoát xử lý tôi đi. Lục Cận Phong vắt chéo hai chân, muốn có bao nhiêu tao nhã có bấy nhiêu, dù sao nhìn thế nào cũng ra một người đàn ông có thân sĩ phong độ, nào giống tu la tay nhuốm đầy máu chứ. Lục Cận Phong thản nhiên cong môi, em hai, trò chơi bắt đầu lớn như vậy, mới nửa giờ đã vội vàng kết thúc, cũng thật xin lỗi cậu vì đã lên kế hoạch cẩn thận lâu như vậy, tôi không thể coi thường cậu được. 4 con chó ngao Tây Tạng đứng cách đó 3 mét bắt đầu quan sát. Sự hận thù trong lòng Lục Thừa Mẫn đối với Lục Cận Phong hoàn toàn được khơi dậy, anh ta không che giấu nó nữa. Lục Cận Phong, rốt cuộc phải làm thế nào anh mới thả chúng tôi đi? Lục Thừa Mẫn nghiến răng nghiến lợi, quần áo đều bị ngao Tây Tạng xé thành giải vải, toàn thân chỗ nào cũng bị thương, trông giống như ăn mày ven đường. Lục Gia Hành tê liệt thở hổn hển, sợ tới mức nói không nên lời. Lục Cận Phong đứng dậy, đi tới chỗ Lục Thừa Mẫn, từ trên cao cúi xuống nhìn anh ta. Giống như một quân vương cúi nhìn xuống nhìn thần tử của mình, tội thần. Cậu có tư cách gì thương lượng với tôi? Lục Cận Phong khẽ hừ một tiếng, nếu không phải trên người cậu có huyết thống nhà họ Lục, ông đây đã ném cậu xuống biển cho cá mập ăn, cậu còn dám hét lên trước mặt tôi sao? Lục Thừa Mẫn muốn ói ra máu, anh ta thật sự không có tư cách hét lên. Thắng làm vua thua làm giặc, Lục Cận Phong, tùy anh xử lý, tôi tuyệt đối sẽ không phản kháng lại. Vẫn còn có chút kiêu ngạo của người nhà họ Lục, ánh mắt Lục Cận Phong trầm xuống, cút ra khỏi tập đoàn Lục Thị, ngoại trừ họ Lục, mọi chuyện trong nhà họ Lục đều không liên quan gì đến cậu. Nghe vậy, Lục Gia Hành ở một bên bị kích động, lập tức nói, không được, lũ sói con muốn đuổi chúng ta ra ngoài, một mình nuốt hết tài sản của nhà họ Lục, đừng có mà nằm mơ, con không có tư cách đuổi chúng ta đi, ông cụ vẫn còn chưa chết, làm gì đến lượt con, một tên tiểu bối đứng ra làm chủ. Lục Cận Phong không tức giận mà ngược lại còn cười, hình như là chú hai thích 4 con thú cưng của con, có muốn chơi với chúng thêm chút nữa không? Lục Gia Hành sợ hãi, muốn mắng chửi nữa, khi nhìn thấy 4 tên ngao Tây Tạng thì dừng lời chửi thề, trên hai mắt đều viết chữ sợ hãi. Lục Thừa Mẫn nhìn ra tình hình lúc này, cho dù không bị đuổi ra ngoài, mọi chuyện trong nhà họ Lục đều nằm trong tầm kiểm soát của Lục Cận Phong, anh ta đừng có hỏng đụng vào dù chỉ một phần. Ông cụ sẽ không quan tâm. Bọn họ cũng đừng có hy vọng. Lục Cận Phong quyết tâm muốn xử lý sạch sẽ nhà họ Lục và chấn chỉnh công ty, chỉ cần anh ta bị đuổi khỏi công ty, giết gà dọa khỉ, những người còn lại nhà họ Lục sẽ không dám làm càn nữa, từ nay về sau chẳng phải là Lục Cận Phong nói cái gì là sẽ làm theo cái đó sao? Lục Thừa Mẫn nghĩ sai rồi. Lục Cận Phong hoàn toàn không để tâm đến tập đoàn Lục Thị, thứ mà Lục Thừa Mẫn cố gắng rất nhiều để lấy đi, trong mắt anh chỉ là thứ vô giá trị. Doanh thu hàng năm của tổ chức ám dạ gấp 20 lần tập đoàn Lục Thị, nếu không phải hứa với ông cụ sẽ chấn chỉnh nhà họ Lục, thì anh cũng sẽ không tiếp quản công ty. Nếu như Lục Thừa Mẫn không có ý đồ xấu, thì anh đã hảo phóng giao công ty cho Lục Thừa Mẫn lo liệu. Cũng may, Lục Thừa Mẫn không biết Lục Cận Phong đang nghĩ gì, nếu không anh ta sẽ thực sự nôn ra máu. Lục Thừa Mẫn nghiến răng nghiến lợi nói, được rồi, tôi đồng ý, từ nay về sau tôi và cha tôi sẽ rời khỏi nhà họ Lục. Không liên quan gì đến nhà họ Lục. Tiểu Mẫn, cha không đồng ý. Nếu con muốn rời đi thì cứ việc, cha sẽ không rời đi.
Lục Gia Hành cả đời chiến đấu trong nhà họ Lục, trước đây ông ta đã chiến đấu với cha của Lục Cận Phong, sau đó lại đấu với Lục Cận Phong, sao ông ta có thể rời đi một cách dễ dàng? Lục Thừa Mẫn chỉ tiếc rèn sắt không thể thành thép, cha không đi đúng không, vậy cha cứ ở đó chơi với bốn con ngao Tây Tạng đi, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Câu cuối cùng đã nói trúng tim đen Lục Gia Hành. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vẫn là sợ chết. Lục Cận Phong cười lạnh một tiếng, ném người ra ngoài, lập tức tìm phóng viên đăng một bài báo trong đêm, nói rằng cậu hai nhà họ Lục từ chức, lập ra một phe cánh mới, ngoài ra ngày mai để bộ phận pháp luật tới xử lý tài sản đứng tên cậu hai Lục, tịch thu hết. Lục Thừa Mẫn tức giận đến xanh mặt, Lục Cận Phong, anh thật độc ác. Phứt, bịch, Lục Gia Hành bị ném ra ngoài. Bịch bịch, Lục Thừa Mẫn cũng bị ném ra ngoài. Một cú ném thực sự. Tổn thương không lớn, nhưng rất sỉ nhục. Trong đời Lục Thừa Mẫn chưa bao giờ xấu hổ như vậy. Hàng xóm ló đầu ra nhìn, rồi lại đóng cửa. Tốt hơn hết là đừng tham gia cuộc vui của nhà họ Lục. Vì đã ra khỏi nhà sạch sẽ nên Lục Cận Phong không đưa cho hai người họ một xu nào ngoại trừ giấy tờ tùy thân. Hai người được một chiếc ô tô đến đón, khi rời đi, họ đi chân trần, giày bị một con chó ngao Tây Tạng cắn nát. Quần áo trở thành vải vụn treo trên người, khi bước đi, gió đêm thổi qua, phải gọi là mát rượi. Hai người đi hết khu biệt thự, mọi người đi ngang qua đều dừng lại xem, cười nói rồi bước đi. Hai cha con Lục Thừa Mẫn cúi đầu che mặt, vì sợ bị nhận ra. Thực ra hai người đã sớm bị nhận ra rồi. Sau khi rời khỏi khu biệt thự, hai cha con đi qua phố, mệt mỏi thì tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi. Một số người qua đường nhìn vào cảm thấy thực sự đáng thương, họ đã bố thí cho 10 tệ, thương hại nói, hai, thật là đáng thương. Hai cha con Lục Thừa Mẫn. Hai tay nắm chặt, đó là một điều sỉ nhục đối với anh ta. Lục Thừa Mẫn chưa kịp tức giận, có người ném xuống đất tờ 5 tệ, có tay có chân mà còn thành ra thế này, vừa nhìn là biết ham ăn biếng làm, 5 tệ này cầm đi mua bánh mì mà gặp, người trẻ tuổi còn không biết đường nỗ lực kiếm tiền. Lục Thừa Mẫn bị giáo huấn một trận. Nếu là trước đây, ai dám nói với anh ta như thế? Lục Thừa Mẫn tức giận đá tiền trên mặt đất, Lục Gia Hành lập tức đi tới nhặt lên, Tiểu Mẫn, trước tiên chịu đựng đi, dù sao chúng ta có chút tiền, không phải quay về. Cái gì gọi là một đồng tiền làm khó anh hùng? Đây là ví dụ. Có người thương hại nhìn họ vứt thêm hai bộ quần áo cũ. Hai cha con Lục Thừa Mẫn, những người luôn mặc những nhãn hiệu nổi tiếng, ban đầu đã có chút mâu thuẫn. Nhưng không thể đi khắp con phố với bộ quần áo rách dưới, cuối cùng đành phải nghiến răng mặc lại bộ quần áo cũ mốc meo. Chương 163, 100 triệu một mạng. Lục Thừa Mẫn mặc quần áo cũ cảm thấy khó chịu khắp người, lúc nào cũng có cảm giác như có bọ bò. Nhưng nếu không mặc nó, anh ta sẽ bị coi như một kẻ ăn xin trên đường. Lục Gia Hành chưa từng chịu nhục nhã như ngày hôm nay. Có quần áo, nhưng không có giày. Hai người họ đã quen với việc được cưng chiều, da mỏng thịt mềm, đi chưa được bao xa bàn chân rớm máu. Lục Gia Hành không đi nổi nữa, hai người vẫy tay bắt taxi nhưng không một xe nào chịu dừng. Chân của Lục Thừa Mẫn cũng không khá hơn là bao, máu chảy đầm đìa, bất cứ nơi nào anh ta đi qua cũng để lại dấu vết vệt máu. Con trai, cha không đi nổi nữa. Con có thể gọi điện cho bạn bè và bảo họ đến đón chúng ta. Lục Gia Hành ngồi dưới đất nhìn vết máu ở lòng bàn chân, nhìn dáng vẻ quá đáng thương. Điện thoại di động của hai người cũng bị tịch thu, biết đi đâu gọi đây. Lục Thừa Mẫn lúc đầu còn có chút kiêu ngạo, nhưng chân đã chảy máu, mỗi bước đi của anh ta đều giống như bị mũi dao đâm, càng không may là anh ta dẫm phải cứt chó ở ven đường, mùi thối bốc lên, mặt Lục Thừa Mẫn đen lại. Chết tiệt! Lục Thừa Mẫn cáu kỉnh lau phân chó ở chân trên cỏ, bóp mũi, cuối cùng không nhịn được nôn ra. A, à, Lục Thừa Mẫn gầm nhẹ một tiếng, một người luôn bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ như anh ta, không thể chịu nổi việc dẫm phải thứ rác rưởi. Lục Gia Hành bóp mũi, đứng cách xa Lục Thừa Mẫn, vẻ mặt chán ghét. Lục Thừa Mẫn. Lục Thừa Mẫn cũng không đi nữa, mượn điện thoại của người qua đường, thậm chí hỏi bốn người nhưng không ai đồng ý cho mượn, ngược lại còn tưởng Lục Thừa Mẫn là kẻ lừa đảo, người thấy mùi cứt chó, bịt mũi chạy đi, còn không quên cười nhạo. Thôi thế. Bao lâu rồi chưa tắm? Bọn lừa đảo bây giờ, thủ đoạn thì nhiều lắm. Đi mau, vừa nhìn là biết chả tốt đẹp gì. Tôi nghĩ người đó giống bị điên, nói không chừng vừa từ bệnh viện tâm thần chạy ra.
Lục Thừa Mẫn cảm giác thất vọng tràn trề. Anh ta giống như một kẻ lừa đảo. Anh ta bị điên à? Lục Thừa Mẫn tức giận, chống nạnh mắng, các người mới là đồ điên, cả nhà các người mới bị bệnh tâm thần. Lục Thừa Mẫn tức giận đến mức hoàn toàn không để ý tới hình tượng của mình. Người qua đường sợ hãi đi đường vòng. Lục Gia Hành thành khẩn nói, Tiểu Mẫn, chúng ta họ Lục là đứng đầu trong 4 gia tộc lớn ở Đế Đô, gia tộc đã có hàng trăm năm, là người quý tộc đỉnh đầu kim tự tháp, thân là người nhà họ Lục, bất luận thế nào con nhất định phải duy trì phong độ thân sĩ, phải bình tĩnh lại, làm sao mà cùng đẳng cấp với những người nghèo này. Lục Thừa Mẫn rất muốn nói tục chửi thề, nhưng nghĩ lại hay là thôi quên đi. Bọn họ bây giờ chán nản thành ra bộ dạng này rồi mà còn phong độ thân sĩ sao? Phong độ không có, giờ chỉ còn lại gió lạnh. Phàn nàn cũng vô ích, nhiệm vụ cấp bách bây giờ là trở về. Lục Thừa Mẫn xoa dịu cảm xúc và nguôi ngoai cơn giận. Thêm 2 người phụ nữ xinh đẹp ở độ tuổi đôi mươi đi tới. Lục Thừa Mẫn lập tức chỉnh lại quần áo, cười dịu dàng đi tới, cô gái, giúp tôi một việc được không? Tôi mượn điện thoại di động của cô gọi một cuộc điện thoại, sau đó sẽ trả cho cô ngay lập tức. Lục Thừa Mẫn có phong độ nhẹ nhàng, nụ cười rất ấm áp, nếu đổi lại là ngày thường, sẽ có rất nhiều phụ nữ sẽ bị anh ta mê hoặc. Nhưng bây giờ, phì, người phụ nữ tức giận phun một bãi nước miếng, mắng nhiếc, anh mới là con gái, cả nhà anh là con gái. Người bạn đi cùng nói thôi, đừng bận tâm đến những kẻ điên như vậy, vừa nhìn đã biết đầu óc họ không bình thường. 2 người phụ nữ vừa mắng vừa bỏ đi. Lục Thừa Mẫn sắc mặt tái xanh. Sau nhiều lần thất bại, Lục Thừa Mẫn đã biết cách cư xử hơn, khi người đi đường tiếp theo đến, anh ta đưa chiếc bật lửa trị giá hàng trăm nghìn USD cho đối phương, bật lửa này là của anh, cho tôi mượn điện thoại dùng một lát, nhìn kỹ đi, chiếc bật lửa này hơn 200.000 tệ, nếu bán lại có thể bán với giá hơn 200.000 tệ. Người đàn ông đó đúng là biết xem hàng, trong mắt hiện lên vẻ tham lam, đồng ý. Lục Thừa Mẫn tài trí cao hơn người, lấy điện thoại di động gọi cho người bạn thân thường chơi với mình, Lăng Chí, là tôi, Lục Thừa Mẫn, tôi gặp phải chút chuyện, đến đón tôi đi, tôi đang ở. Anh Mẫn, đừng làm em khó xử, anh trai của anh vừa đánh tiếng qua, ai dám giúp anh sẽ gặp rắc rối với anh trai của anh. Chúng ta là bạn tốt, cậu, tút tút, điện thoại đã bị ngắt. Hổ Lạc Bình Dương bị khuyển khi. Lục Thừa Mẫn lần này tức giận đến mức đánh rơi điện thoại. Này, điện thoại di động của tôi mua nó với giá 5.000 tệ. Người đàn ông nhìn chiếc điện thoại di động bị hỏng mà cảm thấy xót xa. Lục Thừa Mẫn hai mắt đỏ hoe, trừng mắt nhìn người đàn ông, người đó có chút sợ hãi, cầm bật lửa nói, đúng là đồ điên. Sau đó anh ta bỏ chạy. Lục Gia Hành hỏi, con trai, có chuyện gì vậy? Bạn của con nói gì? Lục Cận Phong đã đánh tiếng qua rồi, không có người nào dám tới giúp. Lục Thừa Mẫn tức giận nói, những tên khốn kiếp này ngày thường thì nịnh bợ lấy lòng, lúc cần thì trốn nhanh thật. Đây chính là hiện thực. Bức tường đổ, mọi người xô đẩy. Sau khi hai cha con Lục Thừa Mẫn và Lục Gia Hành rời khỏi nhà cũ, từng người một báo tin cho Lục Cận Phong. Lục Cận Phong nhấp một ngụm trà, không nói gì, ông cụ Lục ở bên cạnh nghe xong, đắc ý nói, để cho hai người này đi ra ngoài chịu khổ cũng tốt, hy vọng bọn họ có thể thay đổi bản thân. Cùng lúc này, cảnh sát cũng đã bắt giữ Tô Vân. Trước sự thẩm vấn của cảnh sát, Tô Vân không chịu thừa nhận. Sau đó, cảnh sát tìm thấy bình hoa mà Tô Vân đập vào Trần Tố Anh. Sau khi xác định dấu vân tay, Tô Vân không còn gì để nói. Bắt đầu biện hộ lại, tôi đang tự vệ, Trần Tố Anh đã tấn công tôi trước. Miệng cô thật sự không có lời nào nói thật. Cảnh sát hừ lạnh một tiếng, Tô Vân, cho dù cô có ngụy biện thế nào đi nữa, việc cô làm Trần Tố Anh bị thương đã được lập án. Cô cứ ở trong tù nửa đời còn lại đi. Tô Vân kích động biện hộ, nhưng còn về động cơ làm Trần Tố Anh bị thương vẫn không chịu nói. Ngay cả khi ngồi trong nhà lao, cũng sẽ giữ chặt bí mật này, không thể để Tô Yên như ý nguyện. Ngày hôm sau, khi Tô Yên nghỉ ngơi một đêm, cơn đau lưng đã biến mất. Loại thuốc mà Lâu Doanh đưa cho rất hiệu quả. Tô Yên nói chuyện điện thoại với Lục Cận Phong và biết được chuyện Tô Yên đã bị bắt, nhưng trong lòng cô không có nhiều cảm xúc. Không có đồng cảm, cũng quá lười biếng để ghét bỏ. Thà quý trọng những người xung quanh còn hơn là ghét bỏ kẻ thù của mình. Sau khi ăn sáng, Tô Yên và Lâu Doanh đi chơi cùng nhau. Tô Yên đến bệnh viện thăm Trần Tố Anh, Lâu Doanh rất hiếu kỳ người trong lòng của Tô Yên rốt cuộc là thần thánh nơi nào, người có thể khiến hồ ly sát thủ địa sát ghen,
bị tình yêu làm cho choáng váng đầu óc, hạ sát thủ đối với Tô Yên. Lâu Doanh tò mò, chị ơi, người đàn ông của chị trông như thế nào? Anh ấy là người như thế nào? Tô Yên cười nói, đợi chút nữa gặp không phải là biết ngay sao, đúng rồi, chuyện tối qua, đừng nói với anh ấy, mẹ anh ấy bị thương đang nhập viện, anh ấy bây giờ cũng bể đầu sức chán, còn về tình địch, chuyện giữa phụ nữ với nhau, cứ để phụ nữ giải quyết. Nghĩ cho bạn trai nhiều như vậy, chị ơi, xem ra chị rất yêu anh ấy. Em lại càng tò mò về anh rể tương lai của mình. Tô Yên cười. Vừa bước ra khỏi nhà họ Lý, khi nhận được cuộc gọi từ bạn mình, vẻ mặt Lâu Doanh bỗng trở nên trịnh trọng. Được rồi, tôi đến ngay đây. Sau khi cúp điện thoại, Lâu Doanh nói, chị ơi, em không thể đi cùng chị, em có chút chuyện. Tô Yên cũng hiểu, dù gì thì Lâu Doanh cũng là người trên đường. Cô cũng không hỏi nhiều, dừng ở ven đường, chú ý an toàn. Yên tâm, chưa gặp ai có thể đánh bại em. Lâu Doanh rất tự tin. Sau khi xuống xe, Lâu Doanh gọi điện cho bạn mình. Người lần này ám sát là ai? Giọng nói lạnh lùng của người bạn từ đầu dây bên kia truyền đến, cậu cả Lục của tập đoàn Lục Thị, Lục Cận Phong, có người bỏ ra 100 triệu để mua tính mạng anh ta. Được, đáng giá như vậy. Lâu Doanh nói, nhận giao dịch này. Chương 164, vợ ơi nguôi giận. Tô Yên đã lái xe đến bệnh viện, Lục Cận Phong và Vạn Nhất đều ở đó. Hai người đang trao đổi chuyện gì đó với Sa Thành Nghị, lần đầu tiên Hạ Phi nhìn thấy Tô Yên, trong lòng cậu bé có chút kích động, đứng bật dậy, mẹ, dì Tô. Gọi là dì Tô đã quen rồi, trong một thời gian ngắn, không dễ dàng đổi cách xưng hô, cũng có chút ngượng ngùng. Một tiếng mẹ này khiến đầu mũi của Tô Yên hơi cay, cô không phải là người đa sầu đa cảm, nhưng khi Hạ Phi gọi cô là mẹ, tình mẫu tử kiềm nén nơi đáy lòng đã tuôn ra. Thấy Hạ Phi dè dặt đổi cách xưng hô lại và gọi cô là dì Tô, bỗng nhiên cô cảm thấy có lỗi. Gọi là mẹ đi, Tô Yên xoa đầu Hạ Phi với vẻ tự hào, nhẹ giọng nói, đứa nhỏ này, sau này mẹ chính là mẹ của con, lần đầu tiên mẹ làm mẹ, lần đầu tiên con làm con, sau này phải chỉ giáo nhiều rồi. Hạ Phi bật cười, mẹ, mẹ thật hài hước, làm con trai của mẹ, con cảm thấy cũng không tệ. Thằng nhóc này, Tô Yên cũng cười. Cô vỗ nhẹ vào gáy của Hạ Phi, mẹ cũng cảm thấy khá tốt, suy đi nghĩ lại mẹ vẫn cảm thấy mẹ thật lợi hại, sao mẹ có thể sinh ra hai đứa con như vậy, hai đứa con trai đều được thừa hưởng gen tốt của mẹ, sau này mẹ dẫn các con ra ngoài, nhất định sẽ siêu ngầu. Hạ Phi sờ sờ gáy, cười một cách lịch thiệp. Tô Yên cảm thấy mình quá hạnh phúc rồi, cô cười nói, Hạ Phi à, đột nhiên mẹ phát hiện ra được một con đường kiếm tiền, vẻ ngoài của hai anh em con lập tức có thể đè bẹp những ngôi sao nhí quốc tế đó. Sau này các con đi trên phố, nói không chừng sẽ có tuyển trạch viên phát hiện ra các con, sau này hai anh em các con có thể kiếm tiền nuôi gia đình rồi, mẹ cũng có thể hưởng phúc rồi. Hạ Phi cũng cười, mẹ à, phần tử khủng bố bất chính đang tiến quân vào giới giải trí, mẹ không cảm thấy sợ sao? Chuyện này truyền về đảo, nhóm bạn của đám đó sẽ cười đến rụng răng. Tô Yên buồn bã nói, con trai, chúng ta đổi nghề còn kịp không? Mẹ yên tâm. Con và em trai sẽ hiếu thuận với mẹ. Tô Yên cố ý nhăn mặt, con lớn sẽ không nghe lời mẹ nữa, hai. Cô biết Hạ Phi đã chọn gia nhập vào tổ chức ám dạ, cũng không thể dễ dàng thay đổi được, cô lo lắng Hạ Phi sẽ bị thương, nhưng cô cũng tôn trọng sự lựa chọn của Hạ Phi. Ba người Lục Cận Phong nói chuyện xong thì đi về phía Tô Yên, anh liếc nhìn một cái đã nhìn thấy một vết thương mỏng trên cổ Tô Yên, ánh mắt anh chìm xuống, căng thẳng nói, sao lại bị thương? Lục Cận Phong nhìn thoáng qua đã biết đó là một vết thương do dao sắc bén gây ra. Tô Yên sờ sờ cổ, tối hôm qua khi cô đánh nhau với hồ ly của địa sát, bị mã tấu làm bị thương. Cô cố ý xóa tóc xuống để che đi vết thương, thế nhưng đôi mắt sắc của Lục Cận Phong vẫn phát hiện ra. Tô Yên buông tay xuống, cô cũng không hề giấu giếm, tối hôm qua em đã gặp một người phụ nữ khó đối phó, khi đánh nhau đã để lại vết thương này. Cho dù cô không nói thì với tính tình của Lục Cận Phong, anh cũng sẽ truy hỏi đến cùng. Ai, Lục Cận Phong nổi cơn tức giận, anh lập tức dẫn người đi tiêu diệt cô ta. Tô Yên cười híp mắt và nhìn Lục Cận Phong, hỏi đầy ẩn ý, anh thật sự nỡ đi tiêu diệt cô ta sao? Nói thừa, dám làm người phụ nữ của anh bị thương, đây không phải là tìm cái chết sao? Lục Cận Phong rất ít khi nói lời thô tục, nói cho anh biết, là ai? Tô Yên nhếch môi. Nói một cách kỳ quái, cái này thì phải hỏi cậu cả nhà họ Lục anh rồi, trước đây anh đã nợ tình cảm bao nhiêu, bây giờ lại để người ta tìm đến tận cửa,
uy hiếp em, yêu cầu em tránh xa anh một chút. Lục Cận Phong nghe vậy, khát vọng sinh tồn của anh vô cùng mãnh liệt, Yên Yên, chuyện này nhất định là hiểu lầm, ngoại trừ em ra, anh chưa hề có người phụ nữ nào khác. Miệng đàn ông đều là lừa người gạt quỷ, Tô Yên hừ lạnh, cô hoàn toàn không tin anh, cô nhìn sang Vạn Nhất, anh Vạn, anh nói xem, em là người bạn gái thứ mấy của Lục Cận Phong. Vạn Nhất chỉ muốn xem náo nhiệt, không ngờ rằng lại bị Tô Yên chỉ đích danh. Hả? Vạn Nhất cười ha ha, ánh mắt đảo đi đảo lại, Lục Cận Phong nhìn anh ta với ánh mắt dao găm, dáng vẻ như muốn nói nếu như cậu nói nhảm thì tôi sẽ chém cậu. Cả người Vạn Nhất run lên, lập tức nói, cô Tô là người đầu tiên. Người bạn gái mà Lục Cận Phong thật sự thừa nhận cũng chỉ có một mình Tô Yên, đây cũng không tính là nói dối. Lục Cận Phong rất hài lòng với câu trả lời này, khóe miệng anh hơi nhếch lên. Tô Yên khẽ hỏi, vậy Tần Nhã Đan thì sao? Trước đây Lục Cận Phong đã thừa nhận rồi, Tần Nhã Đan cũng được tính. Đột nhiên Lục Cận Phong cảm thấy hối hận, anh đã sớm biết rằng ở trước mặt Tô Yên thì không nhắc đến Tần Nhã Đan, đây quả thực là một mệnh đề. Ánh mắt của Vạn Nhất đảo quanh một vòng Tô Yên và Lục Cận Phong, sau đó lùi lại hai bước. Tuyệt đối đừng tai bay vạ gió. Lục Cận Phong nghe thấy tên của Tần Nhã Đan, anh lập tức hóa thân thành một con chó trung thành, nhanh chóng chứng tỏ thái độ của mình, anh xem cô ấy là em gái. Thực ra suýt chút nữa đã tiến thêm một bước, trở thành bạn trai bạn gái của nhau, nhưng bây giờ anh chỉ có em, sau này cũng chỉ có em, trái tim anh cũng không thể chấp nhận thêm người phụ nữ khác nữa. Tô Yên cũng không muốn tiếp tục nói về người cũ. Mỗi lần Lục Cận Phong nói về Tần Nhã Đan, anh đều không biết rõ thân phận của Tần Nhã Đan, xem ra Tần Nhã Đan là hồng nhan tri kỷ của Lục Cận Phong, là bạn bè, cũng là em gái, còn là ân nhân. Làm sao Lục Cận Phong lại có thể nói ra một câu chuyện tình yêu chua chát như vậy? Vạn Nhất muốn cười, nhưng không dám cười, bả vai run run, cuối cùng anh ta không nhịn được nữa nên đã bật cười, giọng cười nghe như tiếng lợn. Thật xin lỗi, tôi không nhịn được. Vạn Nhất che miệng cười, cô Tô, cô đừng làm khó đại ca nữa, trước đây khi chưa gặp cô, đại ca anh ấy hiền như một khúc gỗ vậy, cô thật sự là người bạn gái đầu tiên mà đại ca thừa nhận. Lời nói này khiến tâm trạng của Tô Yên trở nên rất tốt, cô liếc Lục Cận Phong một cái rồi thôi, cũng không truy cứu nữa, cô nói, tối qua người đến tìm em là người của địa sát, Lục Cận Phong, nói không chừng anh nợ tình cảm lúc nào, bản thân anh cũng không biết, em cảnh cáo anh, hôm nay em đã không truy cứu rồi, nếu như lần sau, lại có một người phụ nữ xinh đẹp đến nói mình là người phụ nữ của anh nữa, em tuyệt đối sẽ không tha cho anh. Tô Yên sẽ không trách móc những người phụ nữ đến tìm cô gây phiền phức. Suy cho cùng chuyện này cũng nằm ở chỗ Lục Cận Phong. Tô Yên cũng không làm chuyện mà người phụ nữ gây chuyện làm, cô cũng không làm phụ nữ gây chuyện, việc gì phải làm thế chứ? Chỉ cần chỉnh đốn Lục Cận Phong ổn thỏa thì làm sao có tình địch được chứ? Đại sát sao? Lục Cận Phong và Vạn Nhất đều kinh ngạc. Sa Thành Nghị ở bên cạnh từ đầu đến giờ vẫn không nói gì, lúc này bắt đầu nói, ám dạ chúng ta luôn là kẻ thù không đội trời chung của địa sát. Kẻ thù không đội trời chung sao? Tô Yên cau mày, vậy chuyện này quái lạ rồi. Vạn Nhất không ngại chuyện lớn, hỏi cô Tô, địa sát có mấy trăm nữ sát thủ, cô có biết được tên của người phụ nữ đó không? Tô Yên nói, Hồ Ly. Vạn Nhất búng ngón tay, nhìn về phía Lục Cận Phong, đại ca, anh thật có diễm phúc, nghe đồn rằng Hồ Ly là nữ sát thủ xinh đẹp nhất địa sát. Sa Thành Nghị nói thêm một câu, lần sau nếu như có giao thiệp với địa sát, đại ca Lục, tôi cảm thấy cậu có thể chịu oan ức một chút. Hy sinh một chút ngoại hình. Vạn Nhất nói, đề xuất này rất tốt, với vẻ ngoài này của đại ca, đi đến đó, tất cả nữ sát thủ đó đều phải chảy nước miếng, chúng ta cũng có thể tiết kiệm được chút hỏa lực. Lục Cận Phong. Đây đều là hai người bạn xấu. Lục Cận Phong nhanh chóng đứng bên cạnh Tô Yên, giơ tay thề, Yên Yên, anh thề, anh tuyệt đối không quen biết người phụ nữ tên Hồ Ly này. Lục Cận Phong thực sự chịu oan, ác chiến bằng hỏa lực giữa ám dạ và địa sát rất gay gắt. Hai năm trở lại đây đã dịu đi một chút, thân là thủ lĩnh của ám dạ, anh cũng không cần phải đi giao thiệp với sát thủ của địa sát. Địa sát đã phái mấy đợt sát thủ đến lấy mạng anh, cuối cùng ngay cả một sợi tóc của anh họ cũng không làm bị thương được, những tên sát thủ đó hoàn toàn đã không còn mạng, ám vệ bên cạnh Lục Cận Phong đều giải quyết hết. Tự nhiên Tô Yên có thể phân biệt được lời nói nào là trêu chọc, lời nói nào là sự thật. Người đàn ông của Tô Yên tôi, không ai được thèm muốn. Tô Yên nói một cách ngang ngược, sau này khi ra ngoài hãy mang khẩu trang đi, hạn chế tạo ra những tình cảm không có kết quả cho em. Mọi chuyện đều nghe theo lời Yên Yên,
Lục Cận Phong nắm lấy tay Tô Yên, vợ ơi, ngươi giận, anh sẽ phái người đến chút giận cho em. Vạn nhất, đại ca, anh hết cứu rồi. Sa Thành nghỉ, cơm chó này có chút khó ăn. Hạ Phi huýt sáo, mẹ thật uy quyền. Chương 166, cô Tô vùng tiền để gọi trai bao. Tần Nhã Đan, đệt chứ. Hôm nay là ngày gì vậy, vừa mới đuổi một tình địch lại tới thêm một người nữa. Tô Yên không hé môi, đầu dây bên kia vẫn còn đang nói chuyện, Cận Phong, cơ thể em có chút không khỏe, anh có thể tới sân bay đón em được không? Cũng không thể cứ để đối phương độc thoại mãi như vậy được. Tô Yên hỏi, cô là Tần Nhã Đan, không phải cô đã chết rồi à? Nghe thấy giọng nói của Tô Yên, đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. Vâng, tôi là Tần Nhã Đan, cô là ai? Giọng nói của Tần Nhã Đan mềm mại, chính là kiểu vừa nghe đã có thể khiến người khác cảm thấy khắp cả xương cốt của mình muốn mềm nhũn theo. Tô Yên rất bình tĩnh, giọng điệu lại có chút cười cợt, Lục Cận Phong là người đàn ông của tôi, vậy cô nói xem. Vừa nói xong, Lục Cận Phong đã từ trong phòng tắm trở ra ngoài. Tô Yên cũng mặc kệ Tần Nhã Đan bên kia có phản ứng như nào, trực tiếp ném điện thoại qua cho Lục Cận Phong, hồng nhan chi kỷ của anh, Tần Nhã Đan sống lại rồi. Lục Cận Phong nhất thời ngơ ngác, cho rằng Tô Yên nói đùa, Yên Yên. Lục Cận Phong còn chưa nói hết, Tô Yên đã quay người cầm quần áo vào trong phòng tắm. Điện thoại vẫn chưa tắt máy, Lục Cận Phong cầm điện thoại lên nghe cô là ai. Nói bậy bạ gì trước mặt bạn gái tôi thế? Cận Phong, là em, Nhã Đan đây. Giọng nói của em, anh quên rồi à? Nhã Đan, thật là em sao? Ánh mắt của Lục Cận Phong có chút lưu luyến, không phải em đã chết rồi à? Đúng thật không phải người một nhà thì sẽ không vào cùng một cửa, cả hai người đều nói chuyện giống hệt nhau. Tần Nhã Đan trầm mặc hồi lâu, nói Cận Phong, em đang ở sân bay. Trong phòng tắm. Tô Yên ngoái tai, dán chặt vào trên cửa. Vừa mới lúc nãy còn hào hùng ném điện thoại cho Lục Cận Phong, bây giờ lại lén lút đứng đây nghe lén rồi. Cho nên mới nói, phận làm phụ nữ không thể quá điêu ngoa được. Tô Yên nghe cả buổi cũng không nghe được gì. Lặng lẽ hé cửa ra một chút. Vừa hé ra nhìn đã thấy Lục Cận Phong không còn ở đây nữa. Người đâu rồi? Phía dưới lầu truyền tới âm thanh xe khởi động. Tô Yên đi tới ban công, vừa đúng lúc nhìn thấy Lục Cận Phong lái xe đi ra ngoài. Đúng thật trong lòng đàn ông, người khó quên nhất chính là người mình khắc cốt ghi tâm. Lúc trước Hồ Thanh giả vờ mang thai đi tới trước cửa, Lục Cận Phong còn chẳng có chút phản ứng nào. Bây giờ vừa nhận được một cú điện thoại của Tần Nhã Đan đã lập tức phóng xe đi tới. Tô Yên cảm thấy trong lòng mình có chút khó chịu. Thay quần áo xong, cô cầm chìa khóa xe tiêu sái đi ra ngoài. Tiểu An hỏi, cô Tô, không ăn cơm chưa ạ? Không ăn, Tô Yên đi được mấy bước, lại nói, Lục Cận Phong có về thì nói với anh ta, sau này tôi cũng sẽ không ở lại đây nữa. Vừa nói xong, Tô Yên lại cảm thấy có chút kỳ quái bèn nói, thôi bỏ đi. Tô Yên vốn muốn đi tìm hai đứa con trai của mình để ăn cơm, gọi điện thoại mới biết Lý Văn đã dắt Hạ Vũ Mặc ra ngoài, còn Hạ Phi thì lại đang ở phân bộ của ám giả. Tô Yên chợt cảm thấy có một loại cảm giác cô độc như thể bị người khác vứt bỏ. An Hình cũng có hẹn với người khác rồi. Vào lúc Tô Yên đang không biết tìm ai để đi ăn cơm, Tô Đình Nghiêm lại gọi điện thoại tới cho cô. Tiểu Yên, ăn cơm chưa? Nếu chưa thì cùng cha ăn một bữa nhé. Gửi địa chỉ vào điện thoại cho tôi. Tô Yên đồng ý rất nhanh, Tô Đình Nghiêm lại cảm thấy có chút sửng sốt. Vốn dĩ ông ta còn đang chuẩn bị rất nhiều lời để giải thích, nhưng còn chưa kịp nói thì người kia đã đồng ý rồi. Được, cha sẽ gửi địa chỉ cho con ngay. Tô Đình Nghiêm vô cùng mừng rỡ. Nửa tiếng sau, ở biệt viện Tiểu Trù, Tô Yên nhìn thấy cả bàn đầy món ăn, lại nhìn sang Tô Đình Nghiêm mắt đang sáng rực ở kia mà nói, hôm nay là ngày gì lại muốn mời tôi đi ăn cơm. Còn là ở biệt viện Tiểu Trù nữa. Đã một quãng thời gian dài không gặp, Tô Đình Nghiêm đã có hơi phát tướng rồi. Sắc mặt hồng hào, xem ra đã trải qua cuộc sống rất tốt. Tô Đình Nghiêm cười nói, con với Lục Cận Phong đều ván đã đóng thuyền rồi, đây chính là một chuyện vui lớn, dĩ nhiên phải ăn mừng rồi. Tô Đình Nghiêm không có tới buổi tiệc mừng thọ của ông cụ Lục, nhưng mà chuyện xảy ra trong bữa tiệc đều cũng đã nghe nói rồi. Đừng có nhắc anh ta với tôi, Tô Yên lạnh mặt. Nhớ tới Lục Cận Phong thì trong lòng lại cứ bức bối không yên. Sao thế, hai đứa cãi nhau, Tô Đình Nghiêm là người từng trải, vừa nhìn đã biết là bồ bịch cãi nhau, Tiểu Yên à, đôi khi con cũng không thể cứ phó mặc theo tính cách của mình đâu.
Lục Cận Phong nhà người ta chính là người nắm quyền của nhà họ Lục ở khắp cả cái đế đô này, đến cả chuyện Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc cũng đều tiếp nhận được rồi, tình cảm này thật đúng là hiếm thấy, con cũng hãy lấy đó mà mãn nguyện đi. Sao ông lại nói đỡ cho anh ta? Tô Yên không vui, ông mong ngóng kết thông gia với nhà họ Lục thì hẳn là phải nói đỡ cho anh ta rồi. Ông đừng quên, chúng ta đã cắt đứt tình nghĩa cha con rồi, ông đừng hòng có ý định gì với nhà họ Lục nữa, cũng đừng hòng lấy danh nghĩa của tôi để tới tìm Lục Cận Phong mà đưa ra bất cứ điều kiện gì. Cha, đây là đánh dấu chủ quyền à? Tô Đình Nghiêm mỉm cười, con yên tâm, cha cũng đã nghĩ thông suốt rồi, sẽ không lấy danh nghĩa của con mà yêu cầu gì từ nhà họ Lục đâu, cha cũng không có mặt mũi nào làm thế. Tô Đình Nghiêm vẫn rất tự mình biết mình. Cắt đứt tình nghĩa cha con là chính miệng ông ta tự nói, mấy lần tự vả rồi, ông ta mà còn vuốt mặt đi bám víu vào nhà họ Lục nữa thì cũng quá là mặt dày đi. Thực ra Tô Yên và Lục Cận Phong yêu nhau, Tô Đình Nghiêm không cần làm mấy chuyện đó. Chỉ cần ông ta là cha ruột của Tô Yên, đã có thể phất lên được ở trong giới rồi. Tô Yên có hơi kinh ngạc, đưa mắt đánh giá Tô Đình Nghiêm một cái, khóe miệng khẽ giật, mặt trời mọc ở đằng tây sao. Có thể nghe thấy được mấy lời này của ông, thật sự là khó khăn đó. Tô Yên thật sự đã đói bụng rồi, vừa ngồi xuống bàn đã không hề khách sáo mà ăn. Gần đây có rất hay dễ đói bụng. Mới vừa ăn trái cây ở nhà họ Lục, giờ bụng lại đói rồi. Tô Đình Nghiêm rót cho cô ly nước, mình thì uống rượu, thở dài nói, hai cha con chúng ta đã lâu lắm rồi không có an yên như này mà ngồi xuống ăn một bữa cơm. Trước đây Tần Phương Linh luôn cứ dỉ tai xúi giục cha. Cha cũng bị mấy lời nói đó làm cho mù quáng rồi. Sau khi Tần Phương Linh ra đi, đầu óc của cha cũng đã thanh tỉnh lại, nhớ tới những chuyện xảy ra trong 10 năm nay, cảm thấy rất có lỗi với con. Tô Yên nghe mấy lời này, trong lòng lại có chút xúc động. Tô Đình Nghiêm trước đây đối xử với cô lạnh lùng bao nhiêu, bây giờ lúc nói mấy lời này lại bùi ngùi bấy nhiêu. Tô Yên nhìn chằm chằm Tô Đình Nghiêm một lúc, tóc người kia đã bạc đi không ít, ông ta đã già rồi. Tô Yên thở dài một hơi nhẹ nhõm, cũng trong khoảnh khắc đó, cảm thấy những uất ức oán hận mình phải chịu đựng 10 năm qua kia cũng không còn nữa. Thoải mái được rồi. Chúng ta uống một ly đi. Tô Yên cầm ly rượu lên nói, hôm nay mà uống thức uống gì chứ, uống rượu đi. Tô Yên rót một ly đầy Tô Đình Nghiêm, cũng rót cho mình một ly đầy cha, con muốn cảm ơn cha đã không bán hai đứa bé đó đi hay là giết chết, khiến bọn nó có ngày đã có thể quay trở lại bên cạnh con. Tô Yên không có chút ý nào gọi là sỉ nhục hay mỉa mai, cô thật sự là cảm ơn Tô Đình Nghiêm ngày đó đã có chút lương tâm. Tô Đình Nghiêm mặt già đỏ lên, nhìn Tô Yên mà sụ mặt nói, làm gì có kiểu cảm ơn nào như con chứ, con là đang cười cợt cha đó à? Tô Yên nở nụ cười, khoát tay lên vai Tô Đình Nghiêm, ra dáng của một đứa con có hiếu, con thật sự là cảm ơn cha. Nào, uống một ly, con cũng chúc mừng cha đã thoát khỏi nỗi khổ mà Tần Phương Linh mang lại. Tô Đình Nghiêm chừng hai mắt, cũng cười theo, đúng rồi, ngày con kết hôn nhất định phải mời cha đi uống rượu mừng nha. Nhất định, Tô Yên nhấp một chén rượu, bụng cảm thấy nóng ran, thật đã. Tô Đình Nghiêm cũng uống một hớp, cha và con gái mỗi người một ly, rượu vào đủ rồi thì công tác nói chuyện cũng được bật, ai cũng thao thao bất tuyệt. Tô Đình Nghiêm cười híp mắt, Tiểu Yên, cha lén nói cho con hay nha, cha tìm được một người bạn gái, nhỏ hơn cha 20 tuổi. Như này không phải là trâu già gặm cỏ non sao? Ông Tô, việc làm này của ông có hơi thiếu đạo đức đó nha. Tô Yên uống say rồi, thật sự coi Tô Đình Nghiêm giống như anh em mà nói chuyện. Tô Đình Nghiêm cười to, cha đây là tình yêu dế bóng, đợi lần sau cha sẽ giới thiệu cô ấy cho con làm quen một chút. Được, con sẽ cho cha một lời kiểm định chân thành. Tô Yên lại rót thêm rượu, nào, uống đi. Cha và con gái ngồi ở biệt viện tiểu trù từ giữa trưa tới tận xế chiều. Hai người say đến ngồi còn không vững chứ đừng nói là đi bộ, nhoài người phía trước bàn. Không biết đã qua bao lâu, Tô Yên có chút tỉnh táo lại. Nhìn thấy trời đã tối, bỗng lập tức đứng lên, không xong rồi, trời tối rồi, mình phải về nhà gặp con trai nữa. Tô Yên lảo đảo rời khỏi phòng bao, Tô Đình Nghiêm duỗi người trên ghế tiếp tục ngủ. Tô Yên chân bước lảo đảo, nghiêng ngã. Đột nhiên, cô đụng trúng vào ngực của một người. Tô Yên ngẩng đầu nhìn lên. Mặt lại mê trai mà mỉm cười nói, ồ, ở đâu ra lại có một anh chàng đẹp trai này vậy, anh đi bao nhiêu một đêm, tối nay tôi bao. Forever. Chương 167, cô Tô bất cần lại nổi máu lưu manh rồi. Tô Yên người đầy mùi rượu, hai tay không an phận mà sờ mó trên người của Lục Cận Phong.
Lục Cận Phong sầm mặt xuống, biết được Tô Yên tới biệt viện tiểu chủ uống rượu cả buổi, anh lập tức chạy tới. Sao lại uống nhiều như vậy? Lục Cận Phong cau mày. Vui đó, Tô Yên cười đến rạng rỡ, anh đẹp trai, da rẻ của anh thật sự rất đẹp nha, tay sờ lên cảm thấy trơn nhẵn thích lắm. Nói đi, bao nhiêu tiền, tối nay đi với tôi một đêm. Về nhà. Lục Cận Phong trực tiếp bế Tô Yên lên. Á, anh làm gì thế, còn chưa có bàn xong giá mà. Tô Yên khẽ híp mắt lại, đầu lúc nắng lúc nhẹ, không có chút sức lực nào, cảm thấy rất choáng. Tác dụng của rượu rất mạnh, sộc lên tới não. Không cần tiền, Lục Cận Phong tức giận phun một câu như thế. Tô Yên lại cười nói, tôi hiểu rồi, anh là muốn tôi trải nghiệm hàng trước, sau đó mới bắt chẹt tôi đúng hay không? Tôi không có ngốc như vậy đâu nha, bỏ tôi xuống, tự tôi đi. Tô Yên giãy giụa muốn xuống, Lục Cận Phong sợ làm cô bị thương nên cũng không dám bế nữa, chỉ đành bỏ người kia xuống mà dìu lấy. Tô Yên lắc lắc đầu, rượu này sao lại mạnh như vậy chứ, đau đầu quá. Về nhà anh sẽ cho em ngâm nước mật ong. Lục Cận Phong bất đắc dĩ thở dài, dịu dàng dụ dỗ chúng ta về nhà thôi. Phụ nữ bình thường đều sẽ mềm lòng trước chiêu này. Mà phụ nữ khi say cũng không có ngoại lệ. Lục Cận Phong đỡ lấy Tô Yên ra khỏi biệt viện tiểu trù, một người phụ nữ xinh đẹp mặc áo sơ mi trắng quần jean đang đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy Lục Cận Phong ra ngoài cũng mừng rỡ chạy tới, Cận Phong. Nhã Đan, em đi mở cửa xe. Lục Cận Phong trực tiếp dặn dò. Tần Nhã Đan nhìn thấy Tô Yên dựa trong lồng ngực của Lục Cận Phong, không hề nói gì, khéo léo đi mở cửa xe. Tôi không muốn lên xe, tôi muốn đi uống tiếp. Tô Yên đẩy Lục Cận Phong, ánh mắt bỗng nhìn chằm chằm vào Tần Nhã Đan, cảm thấy rất quen thuộc. Có phải là tôi đã từng gặp cô ở đâu đó rồi không? Tô Yên chao đảo, hồ tay lên đặt lên mặt của Tần Nhã Đan, càng nhìn càng thấy quen, thầm nói, thật sự là rất quen, đã gặp ở đâu rồi sao lại không nhớ ra nhỉ? Tần Nhã Đan có chút căng thẳng trong lòng, nghiêng mặt né đi, giơ tay lên che mặt mình lại không để cho người kia tiếp tục nhìn nữa. Cô ta chỉ lo Tô Yên sẽ nhận ra được gì đó. Tần Nhã Đan đi tới bên chỗ Lục Cận Phong, dịu dàng nói, Cận Phong, đây chính là bạn gái mới của anh sao? Lục Cận Phong thấp giọng sửa lại, là vợ sắp cưới của anh. Thân phận vợ sắp cưới thì nghe chính thức hơn là bạn gái nhiều. Ông cụ Lục đã đích thân tuyên bố cả hai sắp sửa kết hôn. Nếu như không phải do Trần Tố Anh nhập viện thì hai người có lẽ cũng đã chọn xong ngày làm lễ rồi. Ánh mắt Tần Nhã Đan trở nên âm u, lúng túng nói, anh đã có vợ sắp cưới rồi. Giọng của cô ta nhẹ nhàng, cũng không nghe được sự oán thán hay tức giận gì, lọt vào tai chỉ nghe được một cảm giác buồn miên man. Lục Cận Phong cũng không phải là một khúc gỗ, dĩ nhiên có thể nghe ra được bèn nói, Nhã Đan, anh rất vui khi em có thể bình an vô sự, sống sót trở về. Sau này nhà họ Lục chính là nhà của em, anh sẽ đối xử với em như em gái ruột của mình. Tô Yên chính là chị dâu của em, cô ấy cũng sẽ coi em như em gái ruột. Lục Cận Phong phủ đầu nói trước, không chút dây dưa để người khác có hy vọng gì nhiều. Anh đã có Tô Yên rồi, sẽ tự biết giữ khoảng cách với những người con gái khác, đây là trách nhiệm anh nên làm với Tô Yên. Lục Cận Phong trước đó ngoài miệng có nói để Tô Yên đi giải quyết tình địch. Nhưng trên thực tế anh làm sao có thể nở lòng dắt một đóa hoa rách nát nào đó tới trước mặt Tô Yên khiến người kia không vui đâu chứ. Tần Nhã Đan có ơn với Lục Cận Phong, cả hai cũng suýt chút đã tiến tới với nhau, anh không thể đối xử với cô ta như đối xử với Hồ Thanh được. Nhưng mà, Lục Cận Phong cũng có nguyên tắc của riêng mình, ai khiến cho Tô Yên không vui thì anh cũng sẽ không giữ lại. Lời lẽ rõ ràng như thế, Tần Nhã Đan sao có thể không hiểu được chứ. Em biết. Lần này em trở về cũng là muốn xem anh sống có tốt hay không. Tần Nhã Đan cười nhẹ, chỉ cần là người anh thích, em cũng sẽ thích. Lục Cận Phong nhíu mày. Cùng lúc đó, ở trong một tòa lầu đối diện với biệt viện tiểu trù. Lâu Anh và đồng bọn là Bạch Phi Minh đã mai phục ở vị trí tốt nhất, súng cũng đã lắp xong, nòng súng còn đang nhắm ở ngay phía đầu của Lục Cận Phong. Tô Yên say khướt chôn mặt trong lồng ngực của Lục Cận Phong. Lâu Doanh bên đây nhìn bằng ống nhòm nên thoáng qua cũng không có thấy rõ cô. Cậu cả nhà họ Lục này đúng thật là số đào hoa nha, trái ôm phải ấp đề huề chưa kìa. Ở khoảng cách hơi xa, vì để đảm bảo không có sơ hở nào nên Lâu Doanh đã tính toán lực cản của gió, chờ đợi thời cơ. Bạch Phi Minh phía này phỉ nhổ, thứ đàn ông khốn kiếp. Bạch Phi Minh là người có nét mặt trẻ con, thoạt nhìn vô cùng giống mấy em gái loli, nhưng mà trường năng lượng quanh người ngược lại chẳng hề có chút dễ gần.
biểu cảm lại rất lạnh, giống như một ngọn núi tuyết di động vậy. Bạch Phi Minh cầm ống nhòm lên quan sát, bọn họ muốn đi rồi. Ok, Lâu Doanh dựng lên một tư thế thủ sẵn, vô cùng thô bạo đỡ lấy súng mà ngắm, xem bà đây bắn nổ đầu anh ta như nào nè. Lục Cận Phong đỡ Tô Yên định lên xe, đột nhiên một tia sáng trắng lóe lên. Sự nhạy bén được tôi luyện nhiều năm ở ám dạ, Lục Cận Phong lập tức ôm lấy Tô Yên nhanh chóng né ra. Cùng lúc đó, Tần Nhã Đan căng thẳng hô lên, cẩn thận. Lục Cận Phong mới vừa né ra, một viên đạn ngay sau đó bay thẳng tới, bắn xuyên qua phía sau cột đèn. Phản ứng nhanh thật, Lâu Doanh không thể tưởng tượng nổi, nếu không phải đã từng bị ám sát qua hơn 100 lần thì nhất định sẽ không thể có phản ứng nhanh như thế được. Lần đầu tiên cô ta ra tay thất bại. Bạch Phi Minh cũng ngạc nhiên, không phải chứ. Phi Minh, cậu có điều tra thân phận của Lục Cận Phong này chưa? Một cậu ấm nhà giàu bình thường làm sao lại có phản ứng như này được? Bạch Phi Minh, xin lỗi, nào về mình sẽ điều tra thêm. Lục Cận Phong đỡ lấy Tô Yên. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía tòa nhà đối diện, lớn tiếng nói với ám vệ nấp trong tối, ở tòa nhà lớn phía đối diện, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vâng. Ám vệ lập tức đi tới bắt người. Tần Nhã Đan vô cùng hoảng sợ, nói Cận Phong, anh không sao chứ? Không có gì. Lục Cận Phong nhìn Tần Nhã Đan bằng ánh mắt sâu thẳm. Vừa nãy Tần Nhã Đan cũng là cùng lúc phát hiện được nguy hiểm với anh. Đây không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được. Người bên đây vỗ vỗ ngực, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, làm em sợ muốn chết. Cận Phong, có chuyện gì vậy, vừa nãy là có người muốn giết anh. Có phải là đám người năm đó không? Em thật sự sợ quá. Có lẽ không phải đâu. Lục Cận Phong bế Tô Yên đã ngủ say vào trong xe, Nhã Đan, em tới chăm sóc cho Tô Yên. ... Vâng. Tần Nhã Đan ngồi xuống để Tô Yên dựa trên vai của mình. Một bên lại tỉ mỉ dẹp gọn mấy lọn tóc rối của người kia. Lục Cận Phong khởi động xe, chạy tới biệt thự Nam Sơ. Nhà cũ của nhà họ Lục không an toàn bằng biệt thự Nam Sơn. Tần Nhã Đan liếc nhìn Tô Yên, ánh mắt đó lại lóe lên một tia căm ghét được ẩn chứa sâu bên trong. Vào thời khắc nguy hiểm, Lục Cận Phong lại vẫn không có bỏ Tô Yên ra, vẫn luôn che chở cho cô. Nhìn thấy gương mặt của Tô Yên, cô ta thật sự chỉ muốn giết chết luôn cho rồi. Ngay chỗ khúc quanh, tốc độ lái xe của Lục Cận Phong quá nhanh nên dạ dày của Tô Yên trào ngược, không một dấu hiệu báo trước lại quẹ một tiếng, nôn đầy lên người của Tần Nhã Đan. Quẹ, quẹ, Tần Nhã Đan. Sự dịu dàng mà cô ta cố duy trì suýt chút đã uổng phí rồi. Mùi khó ngửi sộc thẳng vào mùi, Tần Nhã Đan nín thở chịu đựng, rõ ràng là rất ghét bỏ nhưng vẫn giả vờ rất chỉn chu, vô cùng cẩn thận mà lau miệng cho Tô Yên. Cận Phong, hay là dừng lại ven đường một chút đi. Hình như cô Tô đang rất khó chịu. Lục Cận Phong nhìn thấy hết mọi cử chỉ của Tần Nhã Đan dành cho Tô Yên, sau đó cũng dừng xe lại ven đường. Anh đỡ Tô Yên xuống xe hít thở không khí, lại vội vàng đưa nước cho người kia uống, động tác vô cùng dịu dàng, uống từ từ thôi. Tô Yên nôn xong cảm thấy tỉnh táo được một chút, cộng thêm gió thổi qua khiến tinh thần cũng ổn hơn khi nãy nhiều. Sau này không được uống nhiều như vậy nữa. Lục Cận Phong cầm lấy khăn tay, dịu dàng lau sạch khóe miệng của Tô Yên. Ngoài miệng thì trách cứ nhưng giọng điệu lại ngập tràn cưng chiều và đau xót. Tô Yên khẽ híp mắt, cười cười nhìn Lục Cận Phong, lại nhìn về phía Tần Nhã Đan ở phía xa xa kia, ý cười lập tức thu lại. Dưới màn đêm đen, Tần Nhã Đan mặc áo sơ mi cao bồi đứng đó thoạt nhìn vô hại, nhưng mà cặp mắt kia lại giống như mắt rắn, lạnh lẽo đến rợn cả người. Chương 168, Tần Nhã Đan vào bẫy của Tô Yên. Gió mát lướt qua. Tô Yên lập tức nhớ lại lần mình đã gặp Tần Nhã Đan. Ở trong phòng làm việc của Lục Cận Phong, màn hình nền máy tính của anh chính là ảnh chụp của Tần Nhã Đan. Cô ta trong lòng của anh, có vị trí rất khác. Yên Yên, đỡ chưa? Lục Cận Phong ngồi xổm người xuống, duỗi tay vuốt lấy mái tóc rối của Tô Yên. Không đỡ một chút nào cả. Tô Yên che lồng ngực, sau lại sờ đầu mình, mắt nhìn Lục Cận Phong chằm chằm. Ngực đau, đầu đau, chỗ nào cũng đều đau. Giọng điệu của Tô Yên có vài phần giống trẻ con, gò má cô cũng ửng đỏ, thoạt nhìn vừa quyến rũ lại có chút ngốc nghếch đáng yêu. Dưới bụng của Lục Cận Phong căng thẳng, thật đúng là một tiểu yêu tinh. Anh dám cá, Tô Yên đây là cố ý. Nếu không phải còn có người ngoài ở đây, anh thật muốn đẻ người này ra làm ngay tại chỗ này. Nhìn thấy dáng vẻ chịu đựng của Lục Cận Phong, Tô Yên híp mắt nở nụ cười.
lè lưỡi ra liếm môi mình một cái. Động tác đó, gợi cảm chết người. Em khát nước. Để tôi tới chăm sóc cho cô Tô nhé. Tần Nhã Đan nhịn không nổi mà lên tiếng, Cận Phong, trong xe có thuốc giải rượu không? Không có, Lục Cận Phong nói, em vào trong xe đợi đi, để anh chăm sóc cô ấy là được rồi. Lục Cận Phong đưa nước tới cho Tô Yên, người kia thong thả uống nước, hai chân lắc lắc, đôi mắt cũng thỉnh thoảng liếc nhìn Lục Cận Phong, sau lại nhìn qua phía Tần Nhã Đan. Tần Nhã Đan ngược lại cũng rất nghe lời, thật sự trở vào trong xe, rất biết điều. Bây giờ có đỡ được chút nào chưa? Lục Cận Phong ngồi xổm xuống bên cạnh Tô Yên, nhìn kiểu gì cũng y hệt một con cún to ngoan ngoãn, chỉ còn thiếu mỗi cái đuôi để vẫy vẫy nữa thôi. Tô Yên ngồi trên bồn hoa, hai tay đặt lên vai của Lục Cận Phong, độ cao này rất thích hợp. Đỡ hơn lúc nãy một chút, Tô Yên hoạt bát ôm lấy cổ anh, đi với bạn gái cũ suốt một buổi trưa, tới đón em còn dắt theo nữa. Sao hả, anh không sợ em giận à? Sợ, Lục Cận Phong nhìn sâu vào đôi mắt của Tô Yên, chuyện ngày hôm nay là anh thiếu cân nhắc, mong là vợ Yên Yên đại nhân của anh rộng lượng bỏ qua, đừng tức giận. Ai là vợ của anh? Tô Yên khẽ hừ một tiếng, em không thèm giận, em là kiểu phụ nữ nhỏ nhen không biết đại cục vậy sao? Trong mắt Lục Cận Phong lóe lên ý cười, cục cưng nhà anh là hiểu chuyện nhất. Lúc thì vợ đại nhân, lúc thì cục cưng, Tô Yên hiện tại cũng thấy lòng mình ngọt đến sâu răng rồi. Nhìn xem, phụ nữ dễ dỗ biết chừng nào. Đầu cả hai chụm lại gần nhau, âm thanh nói chuyện lại nhỏ nhẹ thủ thỉ, khiến cho người khác có cảm giác như cả vành tai và tóc mai của cả hai đều chạm vào nhau rồi, không thể nào phủ nhận đây chính là một cặp đôi đang yêu nhau rất nồng nàn. Tần Nhã Đan ngồi ở trong xe, trên mặt không hề bày ra chút cảm xúc nào, hai tay siết chặt lại đến gân xanh nổi đầy lên mờ u bàn tay. Tô Yên ôm lấy cổ của Lục Cận Phong, làm nũng, em muốn hôn một cái đi. Món lời to cỡ này, có người đàn ông nào mà lại từ chối chứ, như thế nhất định sẽ bị thiên lôi đánh chết. Lục Cận Phong hiếm thấy Tô Yên tỏ vẻ đáng yêu lại kiều diễm như này, bèn chỉ cười nhẹ một tiếng rồi hôn một cái lên môi của cô, thấp giọng nói tiểu yêu tinh, thật hận không thể đè em ra làm luôn ngay tại đây. Tô Yên vui vẻ cười đến rạng rỡ, suýt chút nữa đã ngã vào bồn hoa. Lục Cận Phong ôm lấy cô, cũng cười theo. Cảnh tượng này, thật sự là muốn đâm mù mắt của Tần Nhã Đan rồi. Cô ta chưa từng nhìn thấy Lục Cận Phong cười đến ấm áp như thế, tựa như là ánh mặt trời vào lúc rạng rỡ nhất vậy. Trong ấn tượng của cô ta, Lục Cận Phong là một người lạnh lùng, xử phạt dứt khoát, chưa từng có lúc nào dịu dàng như thế. Lục Cận Phong có địa vị và quyền thế, là người quản lý của tập đoàn Lục Thị, lãnh đạo của tổ chức ám dạ. Ấy vậy mà bây giờ lại hóa thành người bình thường mà đi tán tỉnh, ve vãn Tô Yên. Tô Yên đang náo, còn anh thì đang cười. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tô Yên ầm ĩ náo loạn, hôn cũng hôn rồi, lại để mặc cho Lục Cận Phong bế vào xe. Lục Cận Phong bế cô ngồi vào ghế phụ cạnh tay lái, đích thân thắt dây an toàn cho cô. Trước khi đóng cửa xe cũng xoa đầu Tô Yên, thái độ cưng chiều như xoa đầu một con cún nhỏ mà nói, ngồi ngoan nhé. Tô Yên vờ hung dữ, em không phải chó nha. Lục Cận Phong mỉm cười, nhe răng trợn mắt như thế, còn nói không phải cún. Tô Yên, anh mới là chó. Lục Cận Phong chiều cô đến hư rồi. Lục Cận Phong đi vòng qua ghế tay lái, nổ máy xe lái đi. Lần này anh lái rất chậm, chỉ lo Tô Yên sẽ lại không thoải mái. Xe chậm chậm băng trên đường cái, Tô Yên quay đầu mỉm cười nói, chính thức làm quen một chút, tôi là Tô Yên. Tần Nhã Đan ngẩn ra, nở nụ cười yếu ớt, rất hân hạnh được biết cô, tôi là Tần Nhã Đan. Tôi cũng vô cùng hân hạnh, Tô Yên duy trì nụ cười, đúng rồi, em gái cô với cô nhìn có hơi giống nhau đó, chúng tôi đã cùng làm việc với nhau một quãng thời gian. Cô ấy còn mời tôi tới nhà ăn cơm, ở trong chung cư nhà của cô em Nhã Hân có một cây hạnh, nghe nói có mấy trăm năm tuổi rồi, nhìn rất đẹp, cô Tần có thấy rồi chưa? Tần Nhã Đan cười nói, tôi không có nghe Hân Hân nhắc tới chuyện này. Cũng không có để ý tới cây hạnh gì đó. Tô Yên giả vờ kinh ngạc, vậy là cô Tần về đó một chuyến rồi hả, cũng đã có liên lạc với em gái rồi. Trước đó trong điện thoại cô có nói mình ở sân bay, tôi còn tưởng là cô vừa về. Hai chị em cô nha, cũng kín miệng ghê vậy đó. Tô Yên cười rồi lại nói với Lục Cận Phong, đây là muốn tạo bất ngờ cho anh đó. Tần Nhã Đan cảm thấy có chút khẩn trương, bất chi bất giác lại bị Tô Yên gài vào chồng. Đây không phải là đang thừa nhận cô ta đã có liên lạc với Tần Nhã Hân trước đó rồi sao?
Cũng đã qua chỗ của Tần Nhã Hân rồi còn gì. Tần Nhã Đan vội vã nhìn sắc mặt của Lục Cận Phong giải thích, trước đó có gọi điện video với Hân Hân. Ừm, Lục Cận Phong vẫn phóng tầm mắt về phía trước lái xe, hai chị em vẫn luôn thân thiết như vậy. Lục Cận Phong nói câu này giống như là gãi ngứa, khiến Tần Nhã Đan thật đoán không ra anh đang nghĩ gì. Cô ta lại quay sang nhìn Tô Yên. Tô Yên mỉm cười vô cùng hiền lành, mỗi lần Hạ Vũ Mặc làm chuyện xấu xong đều sẽ trưng ra biểu cảm này, hai mẹ con có biểu cảm giống nhau như đúc. Tần Nhã Đan từ cõi chết trở về, bỗng dưng lại xuất hiện ở đây, Tô Yên dĩ nhiên sẽ có thêm nhiều tâm tư. Cô tin là Lục Cận Phong cũng sẽ càng thêm để ý. Xe lái vào trong biệt thự Nam Sơn, Lục Cận Phong dặn dò người giúp việc làm canh giải rượu cho Tô Yên, sau đó sai người chuẩn bị phòng cho Tần Nhã Đan. Anh thì lại bế Tô Yên lên lầu tắm rửa. Vừa mới đặt người kia xuống, tiếng của Vạn Nhất cũng từ bên ngoài truyền tới, đại ca, em nghe nói anh lại bị ám sát. Giọng nói này, sao lại nghe có cảm giác như đang cười trên nỗi đau của người khác thế nhỉ? Yên Yên, em ở trong phòng đợi anh ra ngoài một chút. Lục Cận Phong đi ra ngoài trước khi Vạn Nhất xông vào trong, đóng cửa lại mới nói, bắt được người không? Không, Vạn Nhất cười nói, quả thật là đang có chút cười trên nỗi đau của người khác, phía bên ám vệ truyền lại tin tức, đại ca, người ám sát anh là Lâu Doanh và Bạch Phi Minh của tổ chức Thiên Lang. Người chạy rồi, nhưng mà anh đó, sao lại đắc tội với chị em nhà đó vậy? Em tò mò nha. Nghe được tên Lâu Doanh, Lục Cận Phong cũng không có bất ngờ với kết quả này cho lắm. Lâu Doanh là sát thủ đứng đầu của Thiên Lang, vào sinh ra tử cùng với cộng sự thân thiết của mình là Bạch Phi Minh, cả hai chưa bao giờ thất bại. Lục Cận Phong nhớ tới một chuyện, Lâu Doanh và Vạn Nhất trước đó có chút qua lại. Vậy cậu cũng giúp tôi đi tìm cặp chị em kia hỏi thăm một chút đi. Lục Cận Phong nói, tôi cũng thật rất tò mò, dựa theo lý thuyết thì cậu có khả năng gây thù hằn nhiều hơn tôi, bọn họ không có lý do gì mà giết tôi không giết cậu. Vạn Nhất, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Em không đi đâu, cặp nữ quỷ dạ xoa đó em không dám đụng tới đâu. Vạn Nhất tỏ vẻ từ chối. Tôi chờ tin của cậu. Vậy còn anh? Tôi đi chăm sóc vợ tôi, Yên Yên uống say rồi. Lục Cận Phong nói rất thản nhiên, dáng vẻ vô cùng tiêu chuẩn của một ông chồng đội vợ lên đầu. Anh vặn cửa, lại nói, Nhã Đan về rồi, ở phòng kế bên. Vạn Nhất khẽ giật khóe môi, đại ca, anh chơi cả hệ xác chết sống lại luôn sao? Nhã Đan đã chết mấy năm rồi mà. Vạn Nhất, anh đang gọi tôi sao? Tần Nhã Đan không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau. Vạn Nhất vừa quay đầu lại đã sợ đến giật mình, thét lên, xác chết sống lại. Chương 169, não không nên hoạt động quá nhanh. Động tác và biểu cảm của Vạn Nhất rất khoa trương. Người đã chết mấy năm, cứ không không mà chui ra như vậy, không sợ mới lạ. Tần Nhã Đan buồn bực sầu não, Vạn Nhất, tôi chưa có chết, không tin thì anh sờ thử xem, có phải là tôi còn sống hay không. Vạn Nhất liếc mắt nhìn Lục Cận Phong một cái, em sờ được không? Vẻ mặt rất nghiêm túc. Cái lời này sao nghe có vẻ khiến người ta phải suy nghĩ bậy bạ thế. Lục Cận Phong. Tần Nhã Đan lập tức xấu hổ, mỉm cười nói thêm, anh sờ tay tôi đi. Làm tôi hết hồn, tôi còn tưởng là bảo tôi sờ, Vạn Nhất cười hậm hực, vươn tay ra chạm chạm tay Tần Nhã Đan, có độ ấm, còn sống. Giám định hoàn tất. Tất nhiên là Vạn Nhất biết người trước mặt còn sống, ma quỷ là cái quái gì, anh ta căn bản không tin. Những lời nói ban nãy chỉ là để làm bầu không khí sinh động thôi. Ngay lúc này, giọng nói của Tô Yên truyền ra từ trong phòng, Lục Cận Phong, quần áo của em đâu? Bầu không khí lập tức đọng lại. Vạn Nhất nhìn Lục Cận Phong, rồi lại nhìn qua Tần Nhã Đan, giọng điệu thông cảm, nói, đại ca, Lâu Doanh cứ giao cho em, anh, dáng giữ gìn sức khỏe. Nói xong, Vạn Nhất lập tức chạy vụt đi. Nếu như anh ta ở lại, tuyệt đối sẽ bị tai bay vạ gió. 36 kế, chạy là thượng sách. Vạn Nhất vừa đi, Lục Cận Phong nói với Tần Nhã Đan, em có cần gì thì đi tìm Thím Lệ. Ừm, Tần Nhã Đan cười cười, nói, anh mau vào đi, tránh cho cô Tô không vui. Đúng là một cô gái rất tâm lý. Lục Cận Phong đi vào. Tô Yên đang đứng bên cạnh giường lựa quần áo, có một bộ đồ ngủ cô thích nhất không thấy đâu nữa. Bộ đồ ngủ màu tím kia của em đâu? Chắc là Thím Lệ đem đi giặt rồi cũng nên. Lục Cận Phong thật sự không nhớ là bộ đồ ngủ nào. Tô Yên trợn trừng anh một cái, lúc nãy nghe giọng nói của Vạn Nhất, anh lại bị ám sát à? Chuyện bao giờ đấy?
Lục Cận Phong. Chỗ cửa biệt viện tiểu trù, nãy em cũng ở đó. Lúc nãy sao, có chuyện này à? Tô Yên gãi đầu, ngại ngùng cười nói, uống nhiều quên mất rồi. Nhưng thấy anh không hề hấn gì, xem ra đối phương đã thất bại. Cuộc sống của Lục Cận Phong trải qua trong giao súng máu me, thường xuyên gặp phải loại ám sát như vậy. Tận đáy lòng Tô Yên rất lo lắng, nhưng đây là sự lựa chọn của Lục Cận Phong. Tô Yên vỗ vai Lục Cận Phong, sau này bất kể là gặp phải điều gì, hay là tình huống như thế nào, em chỉ cần anh sống sót trở về, chắc chắn phải sống sót trở về. Cô sẽ không ngăn cản hoặc can thiệp vào sự lựa chọn của anh, nhưng mà anh nhất định phải sống sót. Lục Cận Phong bị ám sát nhiều lần như vậy, năng lực chịu đựng trong lòng Tô Yên cũng đã lớn mạnh hơn, sẽ không kinh ngạc nữa. Lục Cận Phong nở nụ cười, anh duỗi cánh tay ra, ôm Tô Yên vào lòng, Yên Yên, em thật tốt, sao anh lại may mắn thế này, đúng là nhặt được báu vật. Cô có thể hoàn toàn hiểu được anh, nhìn như thi thoảng lại dở tính càn quấy, nhưng trong những việc phải trái đúng sai thì chưa từng hàm hồ. Bớt nịnh nọt em đi, Tô Yên của trách, dù sao thì nếu như ngày nào đó anh không làm được, vậy thì em tuyệt đối sẽ không tha thứ. Được. Sau này bất kể là gặp phải tình cảnh nguy hiểm như thế nào, anh nhất định sẽ sống sót trở về. Lục Cận Phong ôm eo Tô Yên, nói Yên Yên, thời gian rời đảo của Hạ Phi đã đủ lâu rồi, nó nên về lại đảo thôi. Tô Yên là mẹ của Hạ Phi, tất nhiên Lục Cận Phong phải trưng cầu ý kiến. Tô Yên thở dài một hơi, trợn trừng Lục Cận Phong một cái, anh lừa con trai em lên đảo, món nợ này em còn chưa tính với anh đâu. Oan uổng, đó là do ông Tiết làm mà. Lục Cận Phong nhanh chóng phủi sạch quan hệ, lại nói có lý lẽ, Yên Yên, Hạ Phi là một hạt giống tốt, ngành nghề của chúng ta cũng không có nguy hiểm đến thế. Tô Yên trợn mắt một cái, anh cứ ba ngày hai bữa bị ám sát, còn nói là không nguy hiểm, có thấy rát mặt không? Lục Cận Phong. Hàm răng có hơi ê ẩm. Yên Yên, Hạ Phi ở trên đảo có thể học được không ít thứ, điều này rất có lợi cho tương lai của nó sau này. Đợi nó trưởng thành rồi, cũng không nhất định chọn con đường này, em cứ coi như nó đang đi học đi. Lời nói của Lục Cận Phong có khi nào là không có lý. Tô Yên biết chí hướng của Hạ Phi, cũng biết thiên phú của nó. Chuyện này em không thể quyết định được, để coi nguyện vọng của Hạ Phi thôi. Được. Lục Cận Phong lại bắt đầu được voi đòi tiên, một mình Hạ Phi đi ra đảo, Hạ Vũ Mặc ở một mình cũng rất cô đơn. Dừng lại, Tô Yên cảm thấy không ổn. Ngoài cười nhưng trong không cười, nói, em chỉ có hai đứa con trai, nếu như anh hốt đi hết, em không để yên cho anh đâu. Còn nữa, em còn chưa hỏi chuyện giữa anh và Tần Nhã Đan đâu, sao cô ta lại sống sót trở về rồi. Tô Yên ngồi xuống mép giường, đôi chân thon dài trắng nõn bắt chéo, hai tay vòng trước ngực, giọng điệu chất vấn. Lục Cận Phong cười khẽ một tiếng, thành thật nói, 5 năm trước, nói một cách chính xác thì đã là 6 năm trước rồi, lần đó Lục Thừa Mẫn đã đặt bẫy anh. Lại đúng lúc gặp kẻ thù tìm đến, lúc đó thế lực của ám dạ chưa lớn như bây giờ, vạn nhất bị phái đi phía đông khai phá, Hạ Vũ và Hạ Huy. Tô Yên ngắt lời anh, nói trọng điểm. Được rồi, Lục Cận Phong nói, trọng điểm chính là, người của địa sát thừa nước đục thả câu, Nhã Đan đã thay anh dẫn kẻ thù rời đi, bị bọn chúng bắt được. Sau này anh đi tìm Nhã Đan, chỉ tìm thấy một chiếc giày và một bãi vết máu. Lúc đó xe của địa sát đã bị thiêu còn cái vỏ không? Nhã Đan cũng mất tích, bọn anh đều cho rằng cô ấy đã chết. Hôm nay cô ấy nói cho anh biết, cô ấy được người ta cứu, dẫn ra nước ngoài. Tô Yên nghiêm túc nghe. Tần Nhã Đan nói với Lục Cận Phong, người cứu cô ta không cho cô ta đi, gần đây cô ta mới tìm được một cơ hội chạy ra. Lục Cận Phong, anh tin lời cô ta sao? Đã 6 năm rồi, chẳng lẽ đều không tìm được cơ hội? Sơ hở của lý do này quá lớn. Lục Cận Phong cười cười, Yên Yên. Những năm qua cô ấy đã làm gì, anh không hề quan tâm, chỉ cần cô ấy sống sót trở về là được rồi. Tô Yên đã hiểu. Năm đó Tần Nhã Đan vì Lục Cận Phong mới xảy ra chuyện, trong lòng anh luôn có cảm giác tội lỗi. Hiện tại người đã trở lại rồi, anh cũng không cần phải gánh vác cảm giác tội lỗi nặng nề đó nữa. Còn Tần Nhã Đan đã làm gì trong những năm qua, năm đó sau khi mất tích đã đi đâu, Lục Cận Phong không hề quan tâm. Tô Yên gật đầu, đứng dậy, em đi tắm đây. Cả người toàn là mùi rượu, khó ngửi chết đi được. Cùng đi. Lục Cận Phong xoay người đi theo. Tô Yên bước được hai bước lại xoay người lấy đồ. Bụp, hai người tông vào nhau, chán đụng phải chán. Lục Cận Phong, anh làm em đau. Tô Yên tức giận, giọng nói rất lớn.
cửa phòng ngủ. Tần Nhã Đan đang bưng canh giải rượu đứng ở cửa, đúng lúc nghe được câu này, sắc mặt lập tức cực kỳ khó coi. Anh sẽ nhẹ một chút, em đừng động đậy. Đây là giọng nói của Lục Cận Phong. Đau đau đau. Nhịn thêm một chút, lát nữa là đỡ rồi. Anh đút quá sâu rồi, kéo ra một chút. Tần Nhã Đan nghe mà mặt đỏ tai hồng, trước mặt giường như hiện ra một cảnh tượng không thể miêu tả. Bàn tay đang bưng canh giải rượu đều đã siết chặt lại, khớp ngón tay trắng bệch. Tần Nhã Đan liên tục hít sâu mấy lần, tim vẫn còn đập rất nhanh, là do tức giận. Cô ta giơ tay định gõ cửa, trước mặt chợt đen lại, người đã té xỉu. Tô Yên và Lục Cận Phong ở trong phòng nghe thấy tiếng động, hai người nhìn nhau một cái. Tô Yên nói, đi xem thử có chuyện gì. Lục Cận Phong đặt bình cồn trong tay xuống, bước nhanh ra ngoài. Trán Tô Yên bị đụng đỏ, có hơi hơi sưng. Vừa nãy Lục Cận Phong đang cầm tăm bông nhúng cồn tiêu sưng cho Tô Yên. Vừa mở cửa ra, đã thấy Tần Nhã Đan ngã trước cửa. Tô Yên cũng đi ra, cô ta sao vậy? Sa Thành Nghị đúng lúc mới quay về từ bên ngoài, vừa mới lên lầu, Lục Cận Phong lập tức nhìn thấy, kêu lên, Sa Thành Nghị, qua đây xem Nhã Đan thử. Sa Thành Nghị đi qua, nhìn thấy khuôn mặt của Tần Nhã Đan, vẫn rất kinh ngạc, tôi bị hoa mắt sao? Chẳng lẽ anh ta nhìn lầm rồi? Đây không phải là Tần Nhã Đan đã chết mấy năm rồi sao? Coi cô ấy thế nào trước đã? Lục Cận Phong nói, cô ấy đã từng làm phẫu thuật ghép tim. Đây là Tần Nhã Đan nói. Không gấp, để tôi xem thử. Sa Thành Nghị nhìn Tần Nhã Đan, rồi lại bắt mạch, nói, không có gì quá đáng ngại, tỉnh lại là được. Tô Yên hỏi, vì sao cô ta lại đột nhiên ngất? Tức giận công tâm, Sa Thành Nghị nói một cách đơn giản, là bị tức xỉu. Chương 170, địa vị trong nhà của Lục Cận Phong được tăng cao rồi. Tức xỉu. Tô Yên và Lục Cận Phong ngẩn ra. Sa Thành Nghị liếc nhìn hai người một cách thâm ý, trêu chọc lần sau tiếng động nhỏ chút, người có bệnh tim không chịu nổi đâu. Tô Yên. Thật oan uổng. Hai người có làm gì trong phòng đâu chứ? Lục Cận Phong nói với Sa Thành Nghị, bế người về phòng trước đi. Sa Thành Nghị vội vàng lui lại một bước, nói, nam nữ thụ thụ bất thân, cậu tự bế đi. Sa Thành Nghị cũng đã ba mươi mấy rồi, vẫn luôn độc thân. Đừng nói là tìm bạn gái, ngay cả tay của con gái cũng chưa từng sờ bao giờ, ngoài bệnh nhân nữ ra. Vạn Nhất Thường hay trêu chọc, có phải là anh ta thích con trai không? Dân ra, trên đảo còn có tin đồn là Sa Thành Nghị thích con trai, Sa Thành Nghị cũng không giải thích, bây giờ tất cả người trong ám dạ đều ngầm thừa nhận Sa Thành Nghị thích con trai, không thích con gái. Lục Cận Phong đặt tay lên người Tô Yên, tôi là một người đã có bạn gái, không thích hợp. Hai người đẩy qua đẩy lại. Đúng lúc Hạ Vũ cũng vừa mới trở về. Hai người hai miệng một lời, Hạ Vũ, qua đây. Đại ca, anh Sa. Trong lòng Hạ Vũ có chút vui vẻ, hớn hở đi qua. Sa Thành Nghị chỉ xuống đất, bế người vào trong phòng. Vâng, Hạ Vũ cũng không nhìn mặt người ta, đã trực tiếp bế lên rồi. Lục Cận Phong nói, quẹo trái, phòng thứ hai. Vâng. Hạ Vũ bế người đi. Tô Yên nói, em đi nghỉ ngơi đây. Nói xong, không đợi Lục Cận Phong vào phòng, đã trực tiếp đóng cửa lại. Gió từ cánh cửa đập vào trên mặt Lục Cận Phong. Sa Thành Nghị nhìn không được bật cười. Lục Cận Phong liếc mắt qua, đến phòng làm việc luận bàn chút đi, đã lâu rồi chưa đánh cờ. Tô Yên ra mặt mỏng, vừa bị Sa Thành Nghị trêu chọc, nào còn dám để Lục Cận Phong vào phòng. Lỡ như Tần Nhã Đan lại tức xỉu thì làm sao đây? Lục Cận Phong không thể vào phòng. Anh cũng chỉ có thể gọi Sa Thành Nghị theo. Phòng làm việc. Hai người bày bàn cờ xong. Sa Thành Nghị nói, có chuyện gì thì hỏi đi. Từ lúc Lục Cận Phong gọi anh ta đi đánh cờ, Sa Thành Nghị đã biết Lục Cận Phong có chuyện. Mày kiếm của Lục Cận Phong nhăn lại, Nhã Đan thật sự có bệnh tim à? Theo như lúc nãy kiểm tra, quả thật là như vậy, phẫu thuật ghép tim hẳn là mới làm không lâu. Sa Thành Nghị nói, ca phẫu thuật lớn như ghép tim, cho dù đã phẫu thuật thành công, thì cơ thể cũng sẽ không còn được như trước, cô ấy có thể té xỉu chính là cách chứng minh tốt nhất. Lục Cận Phong lặng im. Sa Thành Nghị hỏi, sao cô ấy lại sống sót trở về vậy? Cậu không đi tra xem những năm qua cô ấy rốt cuộc đã ở đâu sao? Đây chính là mục đích tôi gọi cậu đến phòng làm việc. Lục Cận Phong nói, tôi đã bảo anh em ở bộ phận thông tin tra rồi, hoàn toàn trống không. Anh không quan tâm, không có nghĩa là anh bằng lòng làm kẻ ngốc.
Sa Thành Nghị lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, kinh hãi trong lòng, sao có thể như vậy? Người sống thì sẽ có dấu vết, mà đám người trong bộ phận thông tin toàn là tinh anh trong tinh anh, vẫn có thứ bọn họ không tra ra được sao? Lục Cận Phong hừ lạnh một tiếng, xóa sạch dấu vết, cũng không phải là không thể. Vậy những năm qua cô ấy đã ở đâu? Sa Thành Nghị cau mày, lẽ nào là xác chết vùng dậy thật à? Cậu đã gặp Vạn Nhất rồi à? Giọng điệu của hai người y chang nhau. Sa Thành Nghị hoang mang, đâu có đâu. Lục Cận Phong thoáng cạn lời, dù sao thì để ý thêm chút. Ngày mai cậu và Hạ Phi về đảo trước, cũng đưa cả mẹ tôi lên đảo điều dưỡng luôn. Hạ Phi rời đảo đã lâu như vậy rồi, quả thật không thể chậm trễ nữa. Sa Thành Nghị nói, môi trường trên đảo tốt, cũng có giúp ích cho bệnh tình của dì Trần. Hạ Phi về đảo, cô Tô đồng ý rồi à? Lục Cận Phong ra vẻ nói, chuyện này không cần phải hỏi cô ấy, tôi quyết định là được. Hình như người nào đó quên mất vừa nãy mới vừa xin ý kiến Tô Yên như thế nào rồi. Sa Thành Nghị bật cười, địa vị trong nhà thoáng cái đã nâng cao không ít ha. Bình thường tôi nhường cô ấy thôi. Phụ nữ tóc dài nhưng kiến thức hạn hẹp. Mấy chuyện lớn giống như vậy, khẳng định phải để đàn ông quyết định. Lục Cận Phong chưa nói hết lời, tầm mắt của Sa Thành Nghị đã nhìn về phía cửa, không có ý tốt hỏi, đại ca Lục, vậy sau này chuyện trong nhà hai người các cậu ai quyết định? Cần phải nói nữa sao, đương nhiên chuyện lớn do tôi quyết định, chuyện nhỏ do cô ấy quyết định, Lục Cận Phong nói rồi, chợt chuyển đề tài, chẳng qua là tính chất của sự việc lớn hay nhỏ, cô ấy quyết định. Vậy chẳng khác nào là cô Tô quyết định. Đại ca Lục à, uy phong đàn ông của cậu đâu rồi? Yên Yên nhà tôi là người rất tâm lý, dịu dàng dễ thương, dưới sự lãnh đạo của cô ấy, gia đình mới được hòa thuận. Dạ oai trước mặt phụ nữ, chỉ có thể nói đó không phải là đàn ông. Lục Cận Phong xoay đầu, cười với Tô Yên, cục cưng, em đến khi nào vậy? Sa Thành Nghị. Giả vờ. Đại ca Lục, cậu cứ cố gắng giả vờ đi. Nếu như không phải cậu sớm phát hiện cô Tô đến. Tôi mới không tin đâu. Còn nghĩ là sẽ được nhìn thấy một trận thuần phục chồng máu me bạo lực, cuối cùng vẫn là nước cờ của Lục Cận Phong cao hơn một bậc, biến nguy thành an. Tô Yên cười híp mắt nói, mang bữa ăn khuya cho các anh nè, các anh từ từ đánh cờ, em đi nghỉ ngơi đây. Cục cưng, em thật tốt. Lục Cận Phong mỉm cười nhận đồ ăn khuya, thầm thở phào một hơi trong lòng. Nguy hiểm quá. Nếu như không phải phản ứng nhanh, chén đồ ăn khuya này khẳng định úp lên đầu rồi. Cũng may anh nhanh trí. Chuyện nên làm, Tô Yên cười cười, anh Sa, anh cũng mau ăn đi, em không làm phiền các anh nữa. Tô Yên cẩn thận khép cửa lại. Sa Thành Nghị dựng ngón cái, phục. Lục Cận Phong đắc ý ăn bữa khuya, làm ra vẻ nói, học hỏi đi. Tần Nhã Đan đã tỉnh lại, biết tin Lục Cận Phong và Sa Thành Nghị đang đánh cờ ở phòng làm việc, trong lòng cũng dễ chịu hơn. Lúc này, điện thoại của cô ta kêu lên. Tần Nhã Đan nhìn người gọi tới, thật cẩn thận đi vào phòng vệ sinh, mở vòi nước lên, dùng tiếng nước chảy để che giấu, lúc này mới nhận cuộc gọi. Đã tra ra chưa, là ai đã ra tay với Lục Cận Phong? Tra được rồi, là đệ nhất nữ sát thủ lâu doanh của Thiên Lang. Người bên kia điện thoại nói, cô chủ, hay là cô quay về đi, cô ở bên cạnh Lục Cận Phong quá nguy hiểm, lỡ như anh ta phát hiện thân phận của cô. Lại là lâu doanh. Tần Nhã Đan lạnh lùng nói, chuyện của tôi không đến lượt anh can thiệp. Vâng, giọng nói bên kia trở nên kính cẩn. Tần Nhã Đan nhớ lại mình bị lâu doanh đánh mấy phát, nỗi hận trong mắt dâng trào. Cô ta chợt thay đổi suy nghĩ, nói, đúng rồi, các anh giấu tên tìm sát thủ của Thiên Lang đi giết một người, cho giá cao lên, cứ tìm lâu doanh này đi. Cô chủ, vì sao không dùng người của chúng ta, còn muốn bỏ tiền ra mời người của Thiên Lang, nếu như truyền ra ngoài. Chẳng phải sẽ khiến người trên đường cười nhạo địa sát chúng ta hết người sao? Cho nên mới bảo anh giấu tên đi mời, ngu ngốc, anh lấy đâu ra nhiều lời dư thừa như vậy, tôi bảo anh đi làm thì đi đi. Tần Nhã Đan tức đến mức lồng ngực hơi nhức nhói, nói, đây là mệnh lệnh. Vâng. Vừa cúp điện thoại, Tần Nhã Đan lại uống thuốc một lần, lúc này mới trở lại bình thường. Đêm nay, Tô Yên ngủ rất ngon, có thể là do tác dụng của cồn, ngủ một giấc tới sáng. Vừa tỉnh. Cô lập tức nhận được điện thoại của Lâu Doanh. Lâu Doanh hớn hở huýt sáo trong điện thoại, chị, có người ra giá 1.000 vạn muốn em giết chị. Tô Yên tức giận, mạng của chị chỉ đáng chút đó thôi à. Lâu Doanh, chị, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm hẳn phải là có người muốn giết chứ. Được rồi,
Thật ra lúc nhận được đơn này, Lâu Doanh cũng có phản ứng như vậy, số tiền bỏ ra cũng quá ít, cho nên mới lập tức hớn hở gọi điện thoại cho Tô Yên. Ban đầu đối phương đưa 500 vạn, em chê quá thấp, nên mới thêm vào đủ 1.000 vạn. Lâu Doanh nói chị yên tâm, không đưa 5.000 vạn, em sẽ không nhận đâu. Tô Yên bình tĩnh nhắc nhở, Lâu Doanh, chị là chị họ của em đấy. Lâu Doanh cười to trong điện thoại, cứ lấy tiền đó, dù sao trước giờ nhân phẩm của em trong giới sát thủ cũng không tốt, nuốt tiền không làm, người khác cũng chẳng làm gì được em. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 9.